Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 39. Triệu Biện Tử cảm nhận được ruột của mình đã đứt đoạn, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, phải tĩnh dưỡng ít nhất 2-3 tháng mới có thể hồi phục lại. Sau khi Tề Bất Ngữ đánh ra một quyền này, cả người cảm thấy vô cùng thoải mái, há miệng hô một tiếng rồi thở ra một hơi. Một hơi này tựa như mây mù, hóa thành một đường thẳng tắp bay ra xa tầm 2 mét, thổi bay cát đá trên mặt đất. Có ngài ấy ở, làm gì có tên nào dám gây sự trong nhà tù U Đô. Mất mạng như chơi, Tham Lang run rẩy. Tề Bất Ngữ vẫy vẫy tay với Tham Lang, anh ta vội vàng đi lên phía trước, sau đó Tề Bất Ngữ mở hành lý, lấy ra một đôi giày thể thao rồi mang vào. Mang xong ông hài lòng dậm chân, vung tay hướng về phía Tham Lang, ý muốn trở về. Tham Lang ngẩn người, chỉ vào Triệu Biện Tử đang nằm trong bãi chiến trường hỏi, đại đương gia, ngài không giết chết ông ta sao? Ông ta là một uy hiếp rất lớn đó. Tề Bất Ngữ lắc đầu, khoa tay múa chân, ý muốn nói chưa đến lúc đó. Đối với Triệu gia mà nói, Triệu Biện Tử có địa vị không hề tầm thường, nếu cứ như vậy mà đánh chết ông ta, vui thì có đấy nhưng phiền toái cũng rất nhiều. Đến lúc đó Triệu gia sẽ liều lĩnh đánh trả, theo như tình hình bây giờ mà nói, tất cả mọi người không ai mong muốn sự việc sẽ đi tới nông nỗi này, cho nên giữ lại cho Triệu Biện Tử một mạng cũng là điều tất yếu. Tề Bất Ngữ, ông quả nhiên lợi hại, năm đó là Triệu gia chúng ta nhìn nhầm, Triệu Biện Tử phun ra một ngụm máu đen, lạnh lùng nói. A, trong cổ họng Tề Bất Ngữ phát ra một âm đơn, ánh mắt mỉa mai mang theo ý sự khinh thường vô cùng đậm. Ngay sau đó, ông đưa một ngón tay chỉ trời, một ngón tay chỉ vào ngực mình. Triệu Biện Tử không hiểu động tác này. Tham Lang liền phân tích, ý của đại đương gia là tâm lớn bao nhiêu thì bầu trời rộng bấy nhiêu. Tuy rằng Triệu gia lợi hại nhưng cũng không thể giam cầm được lòng người. Tề Bất Ngữ nhìn Tham Lang với ánh mắt tán thưởng, gật đầu. Ô! Triệu Biện Tử thở ra một hơi thật sâu, làn hơi cũng như mây như sương, nhưng trong đám mây mù kia lại mang theo mùi tanh hồng của máu trong cơ thể ông ta. Trải qua trận chiến này, Triệu Biện Tử đã bị thương nặng, ông ta không thể nào hồi phục trong thời gian ngắn, cũng vì thế nên không thể nào đụng tới Tề Đẳng Nhàn. Nếu như lúc này ông ta còn liều mình đến tìm Tề Đẳng Nhàn để đánh tiếp, kết quả sẽ là đi chầu ông bà sớm hơn một chút. Nếu Tề Đẳng Nhàn chủ động ra tay, chắn chắn hắn sẽ không bao giờ nhân từ như Tề Bất Ngữ. Triệu Biện Tử lạnh lùng nói, nếu như ông đổi ý, lời tôi vừa rồi, lúc nào cũng có hiệu lực. Tề Bất Ngữ cười lạnh, dẫn Tham Lang rời đi. Ông muốn gặp Triệu Tư Thanh còn cần phải để người ta cho phép sao? Đó là vợ ông đấy. Ngay lúc này, Từ Ngạo Tuyết nhận được một cuộc điện thoại. Cái gì, ông cụ Triệu thua rồi, bị Tề Bất Ngữ đánh bị thương nặng. Sau khi Từ Ngạo Tuyết nghe được tin tức này, cô có cảm giác khiếp sợ không thôi. Cô biết Tề Bất Ngữ rất lợi hại, năm đó chỉ có một mình mà khiến cho cả đế đô phải khiếp sợ, nhưng mà cô không nghĩ tới Tề Bất Ngữ lại có thể đánh bại được thần hộ mệnh của Triệu gia, Triệu Biện Tử. Hai cha con nhà họ Tề là loại quái thai gì vậy? Từ Ngạo Tuyết bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Không có Triệu Biện Tử trấn giữ ở Thượng Hải, vậy không phải là Tề Đẳng Nhàn có thể tùy tiện gây chuyện, hô mưa gọi gió sao? Còn ai là đối thủ của hắn nữa đâu? Mang theo tâm trạng lo sợ bất an, cô bước vào khách sạn Thiên Địa ở Thượng Hải. Ngày hôm nay buổi lễ đính hôn sẽ được tổ chức ở đây. Nhà gái chính là Từ Ngạo Tuyết cô đây. Còn nhà trai là con cả của Dương gia, Thượng tá phòng chính trị, Dương Tĩnh. Chuyện Triệu Biện Tử bại trong tay Tề Bất Ngữ rất nhanh đã gây nên một trận sóng to gió lớn. Triệu Biện Tử là ai? Đó là thần hộ mệnh của Triệu gia, là cao thủ nổi danh. Nhưng lúc này ông ta lại bị Tề Bất Ngữ vốn đã im hơi lặng tiếng nhiều năm đánh đến trọng thương. Trong ngoài Triệu gia bắt đầu một lần nữa xem xét về người đàn ông câm này. Đối với Tề Bất Ngữ, mấy lời đàm tiếu linh tinh này hoàn toàn không được ông để vào mắt, không nói lời nào đã lên máy bay, trở về tiếp tục quản lý đám người hung thần ở nhà tù U Đô. Tề Đẳng Nhàn ở trung tâm vòng xoáy nhưng cũng không hiểu chuyện gì, cũng không biết tại sao bố lại tự mình chạy đến Thượng Hải một chuyến, không thèm gặp hắn mà đi đánh cho Triệu Biện Tử một trận. Tề Đẳng Nhàn còn làm như chẳng có chuyện gì,
dạy Dương Quan Quan luyện thái cực quyền như bình thường, mà Dương Quan Quan cũng học rất nghiêm túc. Bỗng nhiên trong viện xuất hiện một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, sau khi cô ta đi vào liền kinh ngạc kêu lên, chị họ, chị về thật đấy à? Dương Quan Quan nhìn thấy cô ta cũng không khỏi sửng sốt, hóa ra là em họ Kim Thần Hy của mình. Khoảng thời gian cô ta ở Thượng Hải không có chuyện vui vẻ gì bởi vì tất cả mọi người đều đối xử không tốt với cô ta. Người duy nhất thực sự coi cô ta là chị em chỉ có người em họ Kim Thần Hy. Có lẽ là bởi vì quan hệ họ hàng, lại không có ý gì đối với gia sản Dương gia nên giữa hai người không có xung đột lợi ích gì cả, quan hệ cũng khá tốt. Thần Hy, sao em lại tìm được chỗ này? Sau khi Dương Quan Quan nhìn thấy cô ta thấy có chút kinh ngạc, dừng việc tập luyện rồi đi tới chào hỏi. Sắc mặt Kim Thần Hy lo lắng, chị không nên quay về, bây giờ cả Dương gia ai cũng muốn giết bị, bọn họ không muốn phân chia gia sản ra bên ngoài, chị ở Thượng Hải sẽ gặp nguy hiểm. Dương Quan Quan nói, không sao đâu, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Em không nghĩ tới việc chị ở bên ngoài vẫn có thể bị họ thuê người ám sát sao? Tề Đẳng Nhàn nhìn thoáng qua Kim Thần Hy, cô gái này trông hoàn toàn vô hại, dường như là đang thật sự suy nghĩ cho Dương Quan. Ít nhất nơi khác vẫn an toàn hơn Thượng Hải nhiều. Bây giờ Dương gia đang bận rộn lo cho tiệc đính hôn của anh họ Dương Tĩnh nên mới không ra tay. Chị mau thừa cơ hội này rời khỏi Thượng Hải đi. Kim Thần Hy nghiêm túc nói. Không được, lần này chị trở về là để gây phiền phức cho đám người đó. Nếu bọn họ dám chủ động tìm đến thì quá đúng ý chị rồi. Dương Quan Quan lạnh nhạt đáp. Kim Thần Hy cảm thấy Dương Quan Quan đã thay đổi rất nhiều, tóc cắt ngắn, khí chất cũng có phần kiên nghị hơn nhiều, trong ánh mắt không còn cái sự nhát gan ngày trước mà chỉ còn lại sự kiên quyết. Kim Thần Hy lo lắng, chị chưa biết sự việc nghiêm trọng tới mức nào đấy thôi. Nghe em khuyên một câu, mau lập tức rời khỏi Thượng Hải. Tề Đẳng Nhàn mở miệng nói, vì em họ này, nếu Dương Quan Quan đã trở về thì ắt cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối mặt với tất cả những chuyện này rồi. Cô không cần phải lo lắng quá nhiều, tôi sẽ bảo đảm sự an toàn của cô ấy. Anh! Cho dù anh có mình đồng ra sắt đi nữa, có thể đánh được mấy cái đinh chứ? Anh có biết đây là Thượng Hải không? Là Thượng Hải đấy. Dương gia ở Thượng Hải như thế nào anh còn không biết sao? Đừng nói là một mình anh, cho dù có thêm trăm người nữa cũng không đáng để Dương gia ra tay. Huống gì Dương Tĩnh cũng đã quay trở lại, một khi anh ta ra tay, làm gì có ai có thể chống đỡ được. Kim Thần Hy thấy Dương Quan Quan không nghe khuyên bảo, gấp đến không chịu nổi, hơn nữa Tề Đẳng Nhàn còn không biết tự lượng sức mình đứng ra càng làm cho cô ta tức giận. Tề Đẳng Nhàn cười ha hả trả lời, Thượng Hải thôi mà, cũng ở Hoa Quốc đấy thôi. Dương gia có châu bò đến đâu làm sao có thể sánh được với tiềm lực của cả nước. Kim Thần Hy giận dữ nói, Dương gia ở Thượng Hải chính là đất, chính là trời, nói một là một hai là hai. Nếu còn nhất quyết không nghe tôi thì đừng trách, sớm muộn gì cũng chết trong tay Dương gia mà thôi. Dương Quan Quan đưa tay đè bả vai Kim Thần Hy lại, bình tĩnh nói, em họ, bây giờ đã khác xưa rồi. Nếu chị đã dám quay về thì có nghĩa là chị đã tự tin với sức lực của mình. Từ nhỏ chị đã sinh ra ở Dương gia, sinh ra ở Thượng Hải, tất nhiên chị biết rõ Dương gia ở Thượng Hải có ảnh hưởng như thế nào. Em không cần khuyên đâu, chị sẽ không đi. Đàn ông có việc nên làm, vậy thì phụ nữ cũng có những việc như thế. Lúc nói lời này, ánh mắt cô ta vô cùng bình tĩnh, tâm lý ổn định, không nhìn ra chút hoảng hốt nào. Kim Thần Hy ngẩn người, cô ta nắm chặt nắm đấm của mình, lo lắng nói, em cảm thấy chị không cần nhất thiết phải đối đầu với Dương gia ở Thượng Hải như thế, chờ tới lúc bọn họ ra tay, chị muốn đi cũng khó. Dương Quan Quan nói, em có biết bọn họ đã đào mộ của bố chị, đốt rồi mang cho cốt của ông ấy đi giải không? Kim Thần Hy bỗng giật mình, nghẹn họng không nói được lời nào, cô ta thật sự thật không ngờ tới Dương gia lại có thể tuyệt tình đến mức này. Nói thế nào thì nói, Dương Chí vẫn là con cháu máu mủ ruột thịt của Dương gia cơ mà. Chị thân là con gái của ông ấy, gặp chuyện như vậy làm sao có thể làm lơ được Dương Quan Quan lại nói thêm. Kim Thần Hy không nói nên lời, mất một lúc lâu sau mới nói, nhưng mà. Chị ở lại Thượng Hải thật sự rất nguy hiểm, với cả bây giờ chị có thể làm được gì đây? Dương gia quá lớn mạnh. Dương Quan Quan mỉm cười nói, làm việc mình nên làm là được.
nên đòi lại công bằng thì nhất định chị sẽ đòi. Kim Thần Hy bất đắc dĩ thở dài, thôi được rồi, nếu chị đã quyết tâm tới vậy thì em cũng không nói gì nữa. Em cũng sẽ cố gắng giúp chị, nhưng em chỉ có thể lén lút giúp chị thôi, Dương gia mà trả thù em không chống đỡ được. Chỉ cần em có lòng là được rồi, có người em họ như em thật tốt. Dương Quan Quan nói. Chị thay đổi nhiều quá, Kim Thần Hy không nhịn được cảm thán. Dương Quan Quan đáp, con người mà, không ai cũng sẽ thay đổi sao. Em cũng khác xưa đó, bây giờ xinh đẹp hơn nhiều. Kim Thần Hy nói, nếu không có việc gì thì em về trước, em còn phải đi làm nữa. Hôm nay là ngày đính hôn của anh cả Dương Tính, có lẽ chị còn được thoải mái thêm một ngày nữa, chờ khi dịp này qua đi nhất định phải cẩn thận hơn đó, đám người bên kia nhất định nhăm nhe chị. Dương Quan Quan phải bảo đảm đủ kiểu khiến cô ta an tâm mới thôi. Sợ Dương gia tới gây chuyện, hôm nay cô ta sẽ tới đó gây chuyện trước khi đám người đó bén mảng tới đây. Em họ đối với cô rất chân thành nhỉ, không tệ. Tề Đẳng Nhàn nói. Đúng vậy, cô ấy cũng coi như là người thân duy nhất của tôi ở Thượng Hải. Dương Quan Quan nhìn bóng lưng Kim Thần Hy rời đi, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp. Tề Đẳng Nhàn ngáp một cái lười biếng, giờ cô ở nhà chờ tôi đi ra ngoài một chút. Dương Quan Quan tò mò, ừ, anh đi đâu vậy? Tề Đẳng Nhàn đáp, đi tìm tình nhân cũ một chút. Dương Quan Quan tặng hắn một cái trợn mắt. Chỉ là Tề Đẳng Nhàn còn chưa kịp đi ra cửa đã gặp được người mà Ngọc Tiểu Long sắp xếp tới. Người tới chính là Long Á Nam đã lâu không gặp. Từ lần Long Á Nam phạm sai lầm trước kia, Ngọc Tiểu Long đã dạy dỗ cô ta một thời gian, để người quay mặt vào tường nghiêm túc kiểm điểm. Mãi cho tới bây giờ mới được gặp lại cô ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tề Đẳng Nhàn, mau đi theo tôi, Long Á Nam vừa tiến vào đã lạnh lùng nói, bày ra dáng vẻ không vừa mắt bất cứ thứ gì. Long Á Nam, cô thì có quân hàm gì? Tề Đẳng Nhàn bỗng sửng sốt, sau đó mỉm cười hỏi. Long Á Nam lạnh mặt đáp, không tự nhìn được à? Tề Đẳng Nhàn bĩu môi, thì ra chỉ là một sĩ quan cấp tá, tôi còn tưởng cô được phong lên hàm sao cơ. Long Á Nam chọc cho Tề Đẳng Nhàn tức đến mức sắc mặt có chút khó coi. Có ý gì đây, khinh thường cô ta? Nếu đã biết mình chỉ là một giáo quan, thấy chuẩn tướng như tôi mà còn không mau kính lễ. Không biết trên dưới phép tắc gì sao? Có thật là cô đã lăn lộn nhiều năm ở chiến bộ không vậy? Ngọc Tiểu Long có tố chất như vậy mà dạy ra được cấp dưới như cô? Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn cứng lại, hắn lạnh lùng mở miệng hỏi, quả là diệt triệt để vào tận suy nghĩ. Tâm trạng Long Á Nam trở nên bùng nổ, cô ta phải lăn lộn nhiều năm như vậy, cẩn thận từng ly từng tí mới có thể lên được chức sĩ quan cấp tá. Còn gã Tề Đẳng Nhàn này không biết dẫm được vận cứt chó gì, đột nhiên được Phó Phong Vân coi trọng, thoáng cái đã thăng chức lên chuẩn tướng, hơn nữa còn là chuẩn tướng Cục Chính trị. Cục Chính trị chính là một bộ phận có quyền hành vô cùng lớn, dù cho là đi tới nơi đóng quân nào đều rất được coi trọng. Long Á Nam hít sâu một hơi. Lạnh lùng nói với Tề Đẳng Nhàn, ti chức Long Á Nam, tham kiến chuẩn tướng Tề. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, nghỉ, không cần khách sáo như vậy đâu. Tôi là loại người thích tùy tiện một chút. Tùy tiện sao, được tiện nghi còn khoe mẽ. Trong lòng Long Á Nam mắng cha mắng mẹ, hận không thể đem vặn đầu hắn xuống đá bóng. Dương Quan Quan đứng nhìn Tề Đẳng Nhàn chọc người ta đến là thảm, vội vàng đi lên nói, Long trưởng quan. Người này thích gây khó dễ cho người khác, cô đừng quá để ý, cứ coi lời nói của hắn như dám là được. Tề Đẳng Nhàn nghe xong có chút tức giận, sao cái khuỷu tay này của hắn lại quơ ra ngoài thế này? Quá đáng! Long Á Nam lễ phép cười cười, sau đó lạnh lùng nói với Tề Đẳng Nhàn, chuẩn tướng Tề, bây giờ anh mau đi theo tôi, chuẩn bị tham gia kiểm tra chất lượng. Tề Đẳng Nhàn lại lắc đầu đáp, hiện tại tôi không rảnh, hai ngày nữa đi. Long Á Nam nổi trận lôi đình nói, anh coi khảo sát chất lượng là trò đùa à, nói hai ngày nữa là phải rời qua hai ngày nữa sao? Anh có biết mình chơi lớn như vậy sẽ làm cho người ta thấy khó chịu lắm không? Tề Đẳng Nhàn nói, không phải chỉ là một đám giám khảo thiếu đòn thôi sao, sao phải sốt ruột quá vậy? Long Á Nam cạn lời. Đặc biệt là cái tên Diệp Phi Lưu kia, anh ta nói mình đang ở Thượng Hải chờ tôi,
đợi đến lúc tôi là người đầu tiên hạ gục anh ta. Tề Đẳng Nhàn nói. Hả, anh đã gặp chủ khảo Diệp Phi Lưu rồi sao? Long Á Nam hít một hơi khí lạnh, trầm giọng hỏi. Gặp qua rồi, chắc đang luyện đại thương, Tề Đẳng Nhàn nói. Bộ dạng Long Á Nam trở nên nghiêm túc, nghe giọng điệu của anh hẳn là rất coi thường anh ta. Tôi khuyên anh tốt nhất không nên có tâm lý khinh địch như vậy, Diệp Phi Lưu dùng đại thương vô cùng nhuần nhuyễn, tập hình ý, bát cực, chỉ cần một cây đại thương là có thể nâng cái xe nặng mấy trăm cân nhảy trong nửa tiếng đồng hồ. Tề Đẳng Nhàn nói, được rồi, tôi không có thời gian hàn huyền với cô nữa, tôi còn có việc phải làm, lát tôi còn muốn tham gia lễ đính hôn của Từ Ngạo Tuyết nữa. Sắc mặt Long Á Nam đen xì, tôi sẽ báo lại toàn bộ hành vi của anh cho tiểu thư. Cô cái người này, cô đi nói đi, có nói cũng vô dụng, tuy rằng cấp bậc của cô ấy cao hơn nhưng cũng không quản được tôi, cứ trêu chọc tôi đi, tôi lột ra cho mấy người xem. Tề Đẳng Nhàn khinh thường nói. Long Á Nam bị loại người chuyên làm hành vi vô tổ chức vô kỷ luật như Tề Đẳng Nhàn chọc giận đến không chịu nổi, nhưng cô ta cũng biết rõ Tề Đẳng Nhàn không tham gia huấn luyện nghiêm túc mà là nhảy cóc vào, chắc chắn hắn không có tí cảm giác vinh dự gì với cái sứ mệnh này. Long Á Nam xoay người, ôm giận rời đi, cô ta hiểu rất rõ mình không nói nổi tên Tề Đẳng Nhàn khốn khiếp này. Tề Đẳng Nhàn khó chịu nói, ha, một sĩ quan cấp tá như cô, lúc rời đi không biết chào chuẩn tướng à. Khóe miệng Long Á Nam run lên, cô ta xoay người lại, lạnh lùng nói, Tề chuẩn tướng, nếu không có việc gì tôi xin phép đi trước, bao giờ anh chuẩn bị xong cho kỳ khảo sát thì liên hệ với tôi. Tề Đẳng Nhàn hài lòng gật đầu, đi đi, đi đi. Long Á Nam không nói hai lời, bước nhanh đi, như thể thoát được khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Con người anh, lần này lại đắc tội với người ta nữa rồi. Dương Quan Quan nói. Cô ta vốn đã không ưa tôi, tại sao tôi phải chiều theo cô ta, dùng thân phận để nhảy lên đầu cô ta ngồi không phải thoải mái hơn sao? Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Tốt xấu gì cô ta cũng là người của Ngọc Tiểu Long, anh không sợ đắc tội Ngọc Tiểu Long à? Dương Quan Quan lắc đầu nói. Tề Đẳng Nhàn nói, ngực Ngọc Tiểu Long tuy không lớn bằng cô nhưng lòng dạ rộng rãi hơn cô nhiều, cô ấy sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này đâu. Dương Quan Quan sửng sốt, có loại liên tưởng như này nữa à? Cô ta nghĩ, nếu Ngọc Tiểu Long ở đây nghe được những lời này, chắc chắn sẽ liên thủ cùng cô ta, cùng nhau đấm vào đầu chó của Tề Đẳng Nhàn. Tôi đi trước, lát nữa tôi về. Tề Đẳng Nhàn cười cười. Sau khi hắn tạm biệt Dương Quan Quan xong, hắn đi thẳng đến khách sạn Thiên Địa, đúng như lời đã nói khi nãy, hắn đi tìm tình nhân cũ. Tình nhân cũ là ai? Đương nhiên là Từ Ngạo Tuyết chứ còn ai? Giờ phút này Từ Ngạo Tuyết đang ở một mình trong phòng trang điểm, chiều nay chính là tiệc đính hôn, cô ta nhất định phải chuẩn bị thật tốt mới được. Nếu cô ta vẫn giống như trước kia, gả cho Dương Tĩnh chính là hạ giá. Cô ta của quá khứ đỉnh tới cỡ nào cơ chứ? Nhưng sau khi bị Tề Đẳng Nhàn đá một cái liền rơi từ thiên đàng xuống, ngã vào bụi rậm. Ý tưởng để Từ gia và Dương gia kết thông gia tất nhiên được xuất phát từ Triệu gia. Mà ý kiến của Triệu gia đối với Từ Ngạo Tuyết mà nói, không thể làm ngơ, cũng không có cách làm ngơ. Bởi vì tình cảnh hiện tại của cô ta, nếu không có Triệu gia giúp đỡ thì những chủ nợ kia đã ép chết cô ta từ lâu rồi. Lưu lạc đến bước này, nói trắng ra là do quá tham lam lại không cẩn thận. Nếu như lúc trước cẩn thận hơn một chút, phát hiện có điều không ổn liền rút tiền ra, nếu vậy thì đâu có đến nông nỗi thế này. Từ Ngạo Tuyết nhìn mình trong gương, nhan sắc mấy ngày nay có chút tiều tụy. Con người không nên suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần suy nghĩ nhiều hơn một chút là không nghỉ ngơi nổi, tổn thương đến tinh thần thì tiều tụy cũng là lẽ dĩ nhiên. Thật ra nếu như không dựa vào Triệu gia, Tiểu Long cũng có thể tạm thời bảo vệ mình. Nhưng mà cô ấy quá chính trực, không thể cho Triệu gia được nhiều cơ hội như vậy. Từ Ngạo Tuyết chứa đầy tâm sự nặng nề, cô ta cảm thấy người phụ nữ trong gương có chút xa lạ. Tiếng mở cửa phòng trang điểm truyền tới. Từ Ngạo Tuyết mất kiên nhẫn nói, không phải tôi đã nói mình có thể tự xử lý, đừng đến làm phiền tôi rồi sao? Ra ngoài đi. Nhưng cô ta lại nghe thấy âm thanh khóa cửa. Từ Ngạo Tuyết nổi giận. Bây giờ đến cả một chuyên viên trang điểm cũng dám xem thường cô ta. Cô ta bực mình quay đầu lại, sau đó liền sững người tại chỗ. Tề Đẳng Nhàn tựa vào cửa,
khoanh hai tay, mỉm cười nhìn cô ya, Supreme Motherfucker. Sau khi Từ Ngạo Tuyết nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, cô ta liền cảm thấy hoảng sợ, đương nhiên cô ta đã biết chuyện Tề Đẳng Nhàn tới Thượng Hải để tham gia kỳ kiểm tra của chiến bộ. Vì thế mà Tề Bất Ngữ còn đặc biệt đến tìm Triệu Biện Tử trước một bước, đánh ông ta trọng thương. Nhưng cô ta không dám ngờ tới việc Tề Đẳng Nhàn tới tìm mình. Sao anh lại ở đây? Từ Ngạo Tuyết hỏi, cả khuôn mặt trông vô cùng khó coi, hiện tại cô ta thật sự không muốn nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn nữa. Trước kia lúc nào cũng muốn báo thù, nhưng bây giờ ngay cả sức để báo thù cũng không có. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, người ta hay nói tiểu biệt thắng tân hôn, chúng ta xa cách nhiều ngày như vậy rồi, cô gặp tôi không thấy kích động sao? Cảm giác hạnh phúc khi được bên cạnh nhau sau quãng thời gian chờ đợi. Từ Ngạo Tuyết tức giận nói, mặt anh kích động thì có, ra ngoài cho tôi, có biết lễ phép không thế? Là ai luôn bày ra vẻ mặt bị lừa, trong lòng luôn bức bối khó chịu. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nhìn Từ Ngạo Tuyết, giọng điệu lạnh như băng. Chương 610, Ngạo Tuyết. Từ Ngạo Tuyết cảm thấy mình luôn có thể bị Tề Đẳng Nhàn dọa cho chết ngất bất cứ lúc nào, chịu thôi, có vài người ngay từ khi sinh ra đã là khắc tinh của một số người khác rồi. Lần trước nghe nói cô chuẩn bị đính hôn với người của Dương gia ở Thượng Hải tôi còn không tin, nhưng giờ nhìn thấy cô như này thì chắc là thật rồi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Đúng vậy thì sao, có liên quan gì tới anh? Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói. Tôi vốn tưởng rằng Từ Ngạo Tuyết cô không phải là loại người dễ dàng chịu khuất phục, không ngờ cuối cùng vẫn phải cúi mình xuống. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu thở dài, không có khí phách gì hết. Từ Ngạo Tuyết liền đáp, khí phách gì nữa? Không có tiền, không có quyền, cũng chẳng đáng được đồng nào. Tôi của ngày hôm nay là do anh ban tặng cả đấy. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi với Dương gia có thù oán, cho nên tôi không muốn cô có quan hệ với đám người đó. Phải không, vậy thì tôi lại càng muốn gả cho Dương Tĩnh. Chúng tôi liên thủ cùng nhau giết chết anh. Từ Ngạo Tuyết bỗng cười tươi như hoa. Tề Đẳng Nhàn đã đi tới. Mặt Từ Ngạo Tuyết biến sắc. Kinh hãi kêu lên, anh muốn làm gì? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, cô kêu lên to hơn chút nữa đi, để cho mọi người bên ngoài đều nghe thấy vị hôn thê của Dương Tĩnh lén gặp người đàn ông khác trong phòng trang điểm. Từ Ngạo Tuyết tức giận, sắc mặt đỏ bừng, cô ta trầm giọng nói, Tề Đẳng Nhàn, anh có thể ngưng hèn hạ vô sỉ như vậy được không? Anh bắt nạt tôi thế này có vui không? Tề Đẳng Nhàn lại nói, nếu lúc trước người thắng là cô thì chắc cô không nói như vậy đâu. Coi thường người phụ nữ khác chắc không có ý nghĩa gì thật. Nhưng trêu chọc cô thì rất thú vị đấy. Từ Ngạo Tuyết suýt nữa phát khùng tại chỗ, thằng cha này, quá nhỏ mọn. Cô muốn gả cho Dương Tĩnh, cắm sừng tôi à? Sao lại có chuyện tốt như vậy được? Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Anh ít rát vàng lên mặt mình đi, tôi có liên quan gì anh đâu, lại còn cắm sừng. Khóe miệng Từ Ngạo Tuyết giật giật, sau đó khinh thường nói. Tề Đẳng Nhàn kéo cô ta đứng lên, mỉm cười nói, xem ra bây giờ cô vẫn chưa học được sự lễ phép thì phải, ví dụ như khi đối mặt với tôi. Từ Ngạo Tuyết hoảng sợ nói, anh, đồ điên, thằng khốn vô sỉ, anh định làm gì? Tất nhiên là làm cô rồi, Tề Đẳng Nhàn tiếp tục đùa giỡn. Ồ, xem ra quan hệ giữa cô và Dương Tĩnh hình như không được tốt lắm. Từ khi tôi vào phòng trang điểm này đến giờ, cô vẫn luôn ám chỉ. Khiêu khích muốn tôi làm gì đó. Cô nói xem người bị cắm sừng, không phải anh ta đấy chứ. Từ Ngạo Tuyết khó chịu nhíu mày, hốt hoảng nói, anh đang nói cái chó gì vậy, ai ám chỉ với khiêu khích tên cặn bã như anh. Nếu bây giờ đá được anh ra ngoài, tôi nhất định sẽ tạ ơn Chúa. Từ Ngạo Tuyết là một người phụ nữ rất thông minh, mà phụ nữ thông minh thường giỏi dùng lời nói, cũng giỏi tạo ra đủ loại cảm xúc giả tạo. Nhưng khi đối diện với tên cáo giả Tề Đẳng Nhàn vốn đã trải qua hết thảy bao nhiêu chông gai này, những cái này đều bị hắn dễ dàng nhìn thấu. Tất nhiên hắn nhìn ra được, sau khi Từ Ngạo Tuyết nhìn thấy hắn đã cảm thấy rất kinh ngạc, chỉ là những lời nói phía sau đều chứa ám chỉ. Liên tục hỏi hắn muốn làm gì trong cái không gian khép kín này, còn có thể làm gì nữa đây? Cô ta làm như vậy không phải mang theo tâm lý trả thù. Mà Tề Đẳng Nhàn có thể nghĩ nhìn ra được quan hệ của cô ta với Dương Tĩnh khá ác liệt đấy.
từ một nữ thần đứng trên trời nay bị rơi xuống thế gian, biến thành một người bị người ta có thể tùy ý đùa giỡn, sự chênh lệch này có khiến cô thấy khó chịu không? Tề Đẳng Nhàn đứng ở trước mặt Từ Ngạo Tuyết, chậm rãi hỏi. Đều là do anh ban cho cả, thế nên mối thù oán này sẽ còn kéo dài cho tới khi một trong hai chúng ta phải chết. Từ Ngạo Tuyết đáp. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói đi, Dương Tĩnh làm nhục cô như nào, để tôi giúp cô báo thù. Ánh mắt Từ Ngạo Tuyết lạnh như băng. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một chút rồi lại nói, loại đàn ông này, chắc chắn là ghét bỏ cô vì đã bị tôi chạm qua, anh ta cảm thấy rất ghê tởm. Nhưng cưới cô là lệnh mà Triệu gia đưa ra, anh ta không có gan đi cãi lời, nếu không thể trở mặt với Triệu gia thì chỉ có nước làm nhục cho cô tức chơi. Cơ môi Từ Ngạo Tuyết căng thẳng, làm cho đường cong môi đỏ mọng vốn có vẻ mỏng manh của cô ta càng thêm dễ thấy. Tát cô hai cái. Sau đó mắng cô là gái. Chắc đại khái là vậy. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Vừa rồi Từ Ngạo Tuyết hết khiêu khích lại ám chỉ, rõ ràng có ý muốn trả thù. Nhưng Tề Đẳng Nhàn biết đó không phải là trả thù hắn, bởi vì Từ Ngạo Tuyết tự nguyện, người sảng khoái chính là hắn. Anh đoán không sai, Dương Tĩnh làm nhục tôi, tát tôi, mà tôi lại không chút có tiền đồ nào, không có cách nào để trả thù anh ta. Cho nên chỉ có thể chọc giận anh, để anh làm gì đó với tôi, ít nhất vẫn cắm cho anh ta được cái sừng, việc này khiến tôi có cảm giác rất sảng khoái. Từ Ngạo Tuyết cười lạnh nói, cảm thấy mình thật đúng là sa đọa, vì chút chuyện này mà hạ mình đến khó tin. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, tâm tính của cô thay đổi đến chóng mặt luôn đấy. Chẳng lẽ cô không tự cảm thấy thấp kém sao? Bị loại người như anh chạm qua một tôi tởm muốn nôn, sao không cảm thấy thấp kém cho được? Từ Ngạo Tuyết mâu thuẫn cười nói, nhưng hết lần này tới lần khác tôi vẫn không có biện pháp để chống lại, lần nào cũng phải thừa nhận những nhục nhã mà anh ban cho. Tề Đẳng Nhàn nói, cô không cần nghe theo bất kỳ ai, coi như là tạm thời phụ thuộc thôi, dù sao bầu trời rộng lớn kia vẫn đang chờ cô. Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói, anh không cần ở đây múa may, gieo rắc hy vọng cho tôi làm gì. Tôi làm việc gì, làm người như thế nào trong lòng tôi luôn tự rõ ràng, anh không có tư cách chỉ dạy tôi. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, đẩy thân thể Từ Ngạo Tuyết xuống, dưới làn váy mông lung là hai bắp chân thon dài trắng nõn, giày cao gót tinh xảo càng làm cho dáng người của cô ta thêm mê người. Cho nên cô cũng sẽ vì tôi mà đâm cho Triệu gia một cái, đúng không? Bọn họ ép cô gả cho Dương Tĩnh, chuyện này đối với cô khác gì một sự sỉ nhục đâu. Tề Đẳng Nhàn hỏi. Làn váy phát ra tiếng soàn soạt, bị bàn tay Tề Đẳng Nhàn kéo lên cao để lộ ra nhiều phong cảnh đẹp. Từ Ngạo Tuyết hờ hững nói, vậy tôi theo anh, làm việc cho anh được chứ? Tề Đẳng Nhàn lập tức chấp thuận, được. Từ Ngạo Tuyết nói bằng giọng quyến rũ, vậy tôi nhất định sẽ đâm sau lưng anh, đâm chết anh sau đó quất roi vào xác. Đâm thêm mấy nhát nữa cho hả dạ rồi chặt cái khuôn mặt này ra thành từng mảnh. Tề Đẳng Nhàn nắm lấy chiếc thắt lưng màu vàng thắt trên vòng eo thon thả của cô ta, theo vạt váy đi vào, đẩy về phía trước, phù hợp một cách hoàn mỹ với đường cong của Từ Ngạo Tuyết khi đưa lưng về phía hắn. Yêu càng sâu thì càng hận, có vẻ như tình yêu cô dành cho tôi bao la đến mức đại dương không thể chứa đựng. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên cười nói. Tên của cô thật hay, Từ Ngạo Tuyết. Làn da này đúng là khinh xương ngạo tuyết. Nếu có ai nói ra cô trắng như tuyết thì nhất định là do tên đó bị mù. Miêu tả người tự cao tự đại, kiêu ngạo, coi thường người khác. Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói, không làm thì thôi. Tề Đẳng Nhàn cảm giác được giọng của cô ta hơi run rẩy, sắc mặt có chút đỏ, thân thể cũng run rẩy, mà điều càng làm cho hắn kinh ngạc hơn chính là dường như trận mưa lớn này của Thượng Hải đã khiến cho Từ Ngạo Tuyết ngập trong nước. Chương 611, nó có đẹp không? Đối với tất cả những hành vi bất thường mà Từ Ngạo Tuyết thể hiện, Tề Đẳng Nhàn trong lòng có rất nhiều suy nghĩ. Hắn cũng đoán rằng trong lòng Từ Ngạo Tuyết nhất định có oán hận với Triệu gia. Một người phụ nữ như cô ấy tự hào và kiêu ngạo, sẽ không bằng lòng với người khác, không sẵn sàng chấp nhận số phận của mình bị người khác sắp đặt. Triệu gia hỏi cưới cho Dương Tĩnh. Cô đồng ý nhưng Dương Tĩnh đã làm bẽ mặt cô nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng. Đây đều là điềm báo trước. Tương lai sẽ còn dài. Nếu Từ Ngạo Tuyết có thể chơi tốt lá bài này, đối với Triệu gia mà nói đây chính là một cái lưng hoàn mỹ để dựa vào.
Tề Đẳng Nhàn trong lòng suy nghĩ. Hắn chậm rãi trở lại nhà của Dương Quan Quan, nhìn thấy Dương Quan Quan mặc một bộ đồ thể thao đứng trên đống hứa hẹn, hắn không khỏi cười ngây ngốc, đây nhất định là một nỗ lực, hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Anh về rồi, Dương Quan Quan nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn dừng tay lại, tiến lên hỏi. Chuẩn bị đi, chúng ta đi khách sạn Thiên Địa đi. Tề Đẳng Nhàn nói. Dương Quan Quan nói, tôi đã chuẩn bị xong, vừa rồi tôi đứng ở trên đài hứa hẹn trấn tĩnh lại, nghĩ đến muốn trả thù Dương gia, không khỏi kích động. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, sự trả thù thật ngọt ngào và thót tim. Dương Quan Quan đã bị đè nén trong nhiều năm như vậy, bây giờ hắn cuối cùng cũng sắp mở ra một khoảnh khắc bùng nổ nhỏ. Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan đến lối vào khách sạn Thiên Địa vào lúc 3 giờ chiều. Ngoài cửa khách sạn, có một bảng thông báo nói rằng tiệc đính hôn giữa Dương Tĩnh và Từ Ngạo Tuyết sẽ được tổ chức tại sảnh tiệc trên tầng 3. Dương gia ngay cả phụ thân đã chết của tôi cũng không tha, bọn họ đào mộ, hóa xương thành tro, hôm nay còn muốn làm chuyện tốt. Thật là mơ mộng, Dương Quan Quan trong mắt có lửa lạnh nói. Chúng ta đi lên đó, Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Hai người bước đến cửa sảnh tiệc lầu 3, ngoài cửa có hai nhân viên bảo vệ đang kiểm tra thiệp mời. Hai vị khách quý, xin hãy xuất trình thiệp mời. Khi hai người đi qua, một nhân viên bảo vệ nói. Xin lỗi, chúng tôi không mời mà tới. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Nhân viên bảo vệ lập tức lắc đầu nói, thưa ngài, hôm nay Dương gia yêu cầu nghiêm ngặt, phải kiểm tra từng tấm thiệp mời. Dương Quan Quan cảm thấy hắn sẽ sử dụng biện pháp mạnh. Tề Đẳng Nhàn lấy chứng minh thư từ trong ngực ra, nói tôi là ông chủ của Dương Tĩnh, anh ấy gửi thiệp mời cho tôi không tiện, chuyện này anh cũng nên hiểu chứ. Hai nhân viên bảo vệ cũng là những người đã nhìn thấy thế giới, sau khi nhìn thấy ID của Tề Đẳng Nhàn, sắc mặt họ thay đổi, họ trực tiếp tránh đường. Thưa ngài, xin mời, nhân viên bảo vệ lễ phép nói. Thứ mà Tề Đẳng Nhàn đưa ra đương nhiên là chứng minh thư của hắn ở Bộ Chính trị. Bảo vệ cũng biết thiếu gia nhà họ Dương hiện đang làm việc ở Bộ Chính trị, có địa vị phi phàm. Họ tự nhiên tin vào những điều vô nghĩa của Tề Đẳng Nhàn. Vì vậy, Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan bước vào sảnh tiệc mà không ai nhận ra. Phòng tiệc được trang trí tự nhiên với đèn và dây hoa, rất sống động, những người nổi tiếng từ kinh đô đều đến tham gia bữa tiệc theo lời mời của Dương gia. Dương thiếu gia thật là may mắn. Ở kinh đô có thể gả cho đại tiểu thư Từ gia, về sau Dương gia tuyệt đối không thể chọc vào. Đúng vậy, bản thân Dương gia đã là thế lực lớn nhất trong tam đại gia tộc ở kinh thành, hiện tại lại gả cho Từ gia ở đế đô, thế lực của bọn hắn càng thêm khủng bố. Cũng là Dương Tĩnh bản thân năng lực cùng địa vị phi phàm, hắn còn trẻ như vậy, tương lai có lẽ còn có thể tiến xa hơn. Ngay khi bước vào đấu trường, Tề Đẳng Nhàn nghe một số khách khen ngợi Dương Tĩnh. Nói rằng anh ta rất may mắn. Dương Quan Quan bất ngờ tấn công Tiết Quý thực sự thu hút sự chú ý của một nhóm người, như thể hàm của anh ta gần như rơi xuống đất. Trong ấn tượng của mọi người, Dương Quan Quan là một người mềm yếu và nhát gan, có thể bị người khác chà đạp. Đặc biệt là người của nhà họ Dương, những người đã ngược đãi cô bằng mọi cách, mẹ cô không thể chịu đựng được nên mới bỏ cô mà đi. Nhưng lúc này, đối mặt thiếu gia Tiết gia đến trêu chọc cô, còn dám động thủ. Đá một người như thế này với một cú đá. Xì, bây giờ chuyện lớn rồi, đứa con gái ngu ngốc mấy năm không gặp của Dương Tam Xoạ, sao lại trở nên can đảm như vậy? Đó thực sự là con gái của Tam Xoạ, cô ấy đã trở nên ngu ngốc và táo bạo hơn, người trong Tiết gia có ai dám động đến cô ấy không? Tiết gia đang lo không tìm được lý do để phát điên trong tiệc đính hôn, thế này thì tốt, cô con gái ngốc nghếch của Dương Tam Xoạ sẽ dâng cho mình. Chỉ sợ, ngay cả nhà họ Dương cũng nóng lòng muốn giết cô ta. Khi mọi người nhìn thấy Tiết Quý bị đánh, họ đều cảm thấy da đầu tê dại, họ ngay lập tức nhận ra rằng mọi thứ phải trở nên tồi tệ hơn. Tiết Quý quỳ trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói, con đĩ thối tha, mày có biết tao là ai không mà mày dám đánh tao? Dương Quan Quan nghiêng đầu hỏi, vậy ngươi là ai? Ta là Tiết Quý đến từ Tiết gia, Tiết Quý bình tĩnh nói. Dương Quan Quan trực tiếp đá vào cằm của hắn, MU bàn chân đập vào cằm của hắn phát ra một tiếng ầm vang, Tiết Quý bị đá bay lên khỏi mặt đất, ngửa ra sau, ngã xuống đất. Ngay sau đó,
một cái miệng đầy răng máu rơi ra khắp sàn nhà. Vậy anh lợi hại, Dương Quan Quan mặt không chút thay đổi đáp lại, chân phải còn giơ lên, bắp chân giống như cái lò xo đung đưa trên không trung. Mọi người hai má không khỏi giật giật, nếu như vừa rồi Dương Quan Quan ra tay, có lẽ cũng không biết thân phận đối phương. Nhưng bây giờ, người ta đã tự mình khai báo, mà cô ấy lại còn một cước. Hành vi này thật sự có chút não tàn. Lúc này, Dương Viễn Sơn của Dương gia hoảng hốt, nhìn thấy người bị đánh là Tiết Quý, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Việc này Dương Tịnh đã sớm nói với hắn, nhất định phải đảm bảo ổn định tiệc đính hôn, đặc biệt phải quan tâm đến người nhà họ Tiết, đừng để bọn họ có cơ hội làm loạn. Nhưng bây giờ, Tiết Quý bị đánh trong bữa tiệc, chính là Dương Quan Quan đã đánh anh ta. Mặc dù Dương gia không công nhận Dương Quan Quan, nhưng mọi người đều biết rằng cô ấy là dòng máu trực tiếp của Dương gia và là con gái của Dương Chí. Dương Quan Quan, mày cái này chó cái thối, mày thật to gan, ngay cả Tiết thiếu gia cũng dám đánh. Dương Viễn Sơn cũng không thèm để ý Dương Quan Quan có gan tới dự tiệc đính hôn như thế nào, lập tức phát động công kích. À, anh Viễn Sơn, anh không phải kêu tôi đánh anh ta sao? Dương Quan Quan trên mặt lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu. Tề Đẳng Nhàn nhìn có chút muốn cười, tuy rằng kỹ năng diễn xuất này không đáng nhắc dày cho Irena Jinhua, thậm chí Tôn Dĩnh Thục cũng là người rơi vào thùng nước, nhưng vẫn khá thú vị. Đặc biệt, Dương Quan Quan thuộc tuyếp con gái có chút ngọt ngào, dễ thương, tinh nghịch, nhìn vẫn rất đáng yêu. Dương Quan Quan nói những lời này, khiến cho mọi người không khỏi ngẩn ra. Từng người một trong nháy mắt tỉnh táo lại, đúng vậy, Dương gia cùng Tiết gia mâu thuẫn, Dương Quan Quan, cô con gái ngốc nghếch của Dương Tam Xoa đột nhiên xuất hiện ở đây, có lẽ là do Dương gia cố ý sắp đặt. Dương Viễn Sơn bị lời nói của Dương Quan Quan dọa cho sợ chết khiếp, sắc mặt tái nhợt, nói, người phụ nữ hôi hám, mày nói bậy bạ gì vậy, tao kêu mày đánh Tiết thiếu gia khi nào. Trước đó, tao thậm chí còn chưa gặp mày. Dương Quan Quan đau lòng nói, anh Viễn Sơn, người mà anh kêu em đánh, bây giờ sự việc đã trở nên nghiêm trọng, anh không thể bỏ qua đúng không? Dù thế nào thì người ta cũng là em họ của anh mà. Ở Ma Đô, tại tiệc đính hôn do Dương gia tổ chức, người nhà Dương gia đánh người. Động thái này không thể kiêu ngạo hơn. Thế nhưng Tề Đẳng Nhàn vẫn là tràn đầy lãnh đạm, chậm rãi đi tới trước mặt Dương Viễn Sơn, thản nhiên nói, nào, giết tôi đi. Lần trước Dương Viễn Sơn bị trừng phạt ở Trung Hải mà thốt ra những lời cay nghiệt, nếu hắn ở Thượng Hải, nếu Tề Đẳng Nhàn không thể trở nên kiêu ngạo, nhất định sẽ giết hắn. Hiện giờ, Tề Đẳng Nhàn đang ở Thượng Hải, hắn đang gây rối trong tiệc đính hôn của Dương gia. Hắn ngược lại muốn xem Dương gia đơn thuần có thể làm gì được hắn. Khi đó Triệu gia muốn bức tử hai cha con, nhưng không được. Thấy cảnh này, Tiết Quý không khỏi sửng sốt. Dương Quan Quan đánh hắn, nhưng bây giờ, người của Dương Quan Quan lại đánh Dương Viễn Sơn. Hắn chợt hiểu ra một điều, đó là vì cô con gái ngốc nghếch của Dương Tam Xoa nay đã trưởng thành, trở về Thượng Hải để thanh toán với Dương gia. Tuy nhiên, việc hắn bị đánh không thể bỏ qua. Tiết Cương, tới đây, Tiết Quý cười lạnh một tiếng, gọi một cú điện thoại. Nghe được Tiết Quý gọi ai, những người biết chút ít chuyện Tiết gia đều không khỏi âm thầm hít sâu một hơi. Sau gáy có chút tê dại. Danh tiếng của Tiết Cương ở Thượng Hải quá lớn. Hắn ta được Tiết gia đặc biệt đào tạo để làm việc xấu, những năm qua, không biết có bao nhiêu người chết dưới nhát dao của hắn. Tiết gia phải đối phó với những chuyện mờ ám đó, hầu như đều do Tiết Cương xử lý, hơn nữa hắn là vạn năng, thủ đoạn tàn bạo. Cô gái nhỏ, còn có thời gian chạy, lát nữa Tiết gia tới thì có thể mất đầu đấy. Có người ở bên cạnh Dương Quan Quan nhỏ giọng nhắc nhở, lập tức tránh sang một bên. Tiết Quý đang lo lắng không tìm được lý do phá hoại tiệc đính hôn, bây giờ có người đưa ra lý do, chắc chắn hắn không thể từ chối lời đề nghị này. Tuy nhiên, trước đó, cũng khá thú vị khi theo dõi những cuộc đấu đá nội bộ của Dương gia. Bàn chân to của Tề Đẳng Nhàn lúc này đã dẫm lên mặt Dương Viễn Sơn, hắn nhàn nhạt nói, hả? Sao không bảo người giết tôi đi? Trước khi đến Thượng Hải, tôi đã rất mong chờ sự bất ngờ của anh đấy. Dương Viễn Sơn khuôn mặt bị áp trên mặt đất, bị người dẫm đạp biến dạng. Đây không còn là một cái tát đơn giản vào mặt, mà là một bước đạp vào mặt.
người của Dương gia bị đạp đất trà sát sao? Loại chuyện này, nếu nói ra sợ chẳng ai ở Thượng Hải sẽ tin. Thật quá kiêu ngạo, dẫm lên mặt đất Dương Viễn Sơn trà sát, nếu như Dương Tịnh đến, chỉ sợ sẽ giết hắn tại chỗ. Tôi đã gây rối trong tiệc đính hôn của Dương Tịnh, đánh em trai của Dương Tịnh như thế này. Nghĩ lại tôi cảm thấy rùng mình. Hiện tại, cho dù là Thiên Vương lão tử tới, cũng cứu không được hắn. Hắn cho dù chạy trốn, cũng trốn không thoát kinh thành. Hình ảnh trước mắt khiến người ta kinh hãi, da đầu ngứa ran, cảm thấy mọi thứ đều hư ảo. Tôi vẫn luôn nhìn thấy Dương gia trà đạp người khác trên mặt đất, khi nào thì có người có thể trà đạp trên mặt đất thiếu gia Dương gia đây. Dương Viễn Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, người họ Tề, tôi nói cho cậu biết, cậu đã phạm mấy sai lầm. Tề Đẳng Nhàn đạp mặt hắn, nói, ồ, nói ta nghe xem. Đầu tiên, cậu tại yến tiệc đính hôn của đại ca ta gây chuyện, chỉ riêng cái này cũng đủ giết cậu 10 lần. Thứ hai, cậu dám chiều chuộng tên hỗn đản Dương quan quan kia khiêu khích Tiết Quý, Tiết gia sẽ không buông tha cho cậu. Thứ ba, ngàn vạn lần không nên, không nên động thủ ở khách sạn Thiên Địa. Cậu có biết Thiên Địa khách sạn có lai lịch gì không? Dương quan quan cũng biết rằng trong thế giới võ thuật, một ngọn núi cao hơn một ngọn núi. Bây giờ cô ấy đã gặp phải những thất bại, sẽ không nản lòng và sẽ chỉ nỗ lực gấp đôi trong những ngày tới. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, lạnh lùng nói, Thái Cực Quyền, thật thú vị. Hiện tại tôi không phải là đối thủ của anh, nhưng 1-2 năm nữa sẽ không như vậy. Nhưng người đàn ông lắc đầu và nói, cô sẽ không sống được bao lâu nữa, việc làm náo loạn trong khách sạn Thiên Địa của chúng tôi đã khiến cô phải chịu số phận rồi. Nghe xong lời của hắn, mọi người không khỏi sửng sốt. Hắn chính là chúng ta tổng giám đốc thần bí của khách sạn Thiên Địa, Mã Tây Long. Nghe đồn hắn trước kia là bộ chiến binh vương. Mã tiên sinh luôn nhìn thấy đầu đuôi của rồng, không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Mã Tây Long, quán quân 3 lần liên tiếp tranh tài của Hắc Long quân phương Bắc chiến trường Bạch Hổ. Mọi người nhận xét về Mã Tây Long đến bên tai hắn, Dương quan quan cuối cùng cũng hiểu rằng người đàn ông trước mặt mình thực sự rất nổi tiếng. Quân đội thường là nơi có nhiều cao thủ nhất, bởi vì ở đó chủ trương dùng vũ lực. Lại là một thể chế bạo lực, cho nên có nhiều cao thủ là chuyện đương nhiên. Dương Phỉ Phỉ cười nói, tiểu đê tiện, không cần Dương gia chúng ta ra tay, mày nhất định phải bị giết. Cô là muốn trả thù tôi sao, còn không thèm nhìn mình có bao nhiêu cân lượng. Tao không tìm được mẹ mày, nếu có thể tìm được mẹ mày, tao sẽ giết bà ta, mang cho cốt của bà ta đi. Những lời nói đầy ác ý của Dương Phỉ Phỉ khiến Tề Đẳng Nhàn khẽ cau mày và đá Dương Viễn Sơn ra xa. Dương Viễn Sơn đau đớn rên rỉ, máu từ miệng phun ra, nửa khuôn mặt in dấu giày cực lớn. Mã Tây Long liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, nói, hai người các ngươi quỳ xuống tự chặt đầu hay để tôi tự làm. Các ngươi dám phá quy củ của khách sạn Thiên Địa. Tề Đẳng Nhàn từ từ lấy thẻ thành viên cao quý của khách sạn Thiên Địa từ trong túi ra và ném thẳng vào tay Mã Tây Long. Sau khi nhìn thấy tấm thẻ này, con người của Mã Tây Long không khỏi co rút lại, hắn không ngờ rằng Tề Đẳng Nhàn thực sự là một thành viên cao quý của khách sạn Thiên Địa. Phải biết rằng số lượng thành viên cao quý trong khách sạn Thiên Địa trên toàn quốc chỉ là số ít, nhưng Tề Đẳng Nhàn có thẻ thành viên cao quý trong tay. Thẻ thành viên cao quý, thật không ngờ. Cậu thực sự là thành viên cao quý của khách sạn Thiên Địa của chúng tôi. Mã Tây Long lãnh đạm nói. Nghe vậy, mọi người đều không khỏi xôn xao. Dương Phỉ Phỉ và Dương Viễn Sơn cũng sửng sốt, Dương gia luôn muốn có được thẻ thành viên cao quý, nhưng khách sạn Thiên Địa liên tục từ chối yêu cầu của họ. Để làm nổi bật sự hung hãn của khách sạn, loại thẻ này sẽ không dễ dàng phát hành ra bên ngoài, dù muốn phát hành cũng cần phải thông qua trụ sở chính xem xét, đánh giá. Mã Tây Long trực tiếp ném lại thẻ, Tề Đẳng Nhàn tiện tay đón lấy. Chỉ nghe Mã Tây Long nói, nếu cậu là thành viên cao quý, vậy thì hẳn là hiểu rõ quy củ của khách sạn Thiên Địa chúng ta. Tại địa bàn của tôi, cậu làm loạn đánh người là lỗi của cậu. Vì tấm thẻ này, tôi có thể xử lý nhẹ nhàng, hai người các cậu, tự phế hai chân, bò ra khỏi đây đi. Khi hắn nói điều này, ngạo mạn càng thêm lạnh lùng. Như thể hắn không coi trọng thành viên cao quý của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn cười giả tạo nhìn hắn,
nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Mã Tây Long nói, nếu cậu khăng khăng cầu xin được chết, tôi có thể đáp ứng cho cậu. Vậy nếu cậu có thẻ thành viên cao quý thì sao? Ở khách sạn Thiên Địa, Mã Tiên Sinh có quyền quyết định. Đúng vậy, Mã Tiên Sinh muốn công nhận tấm thẻ này, như vậy cậu coi như là thành viên cao quý, nếu không công nhận, Thiên Vương Lão Tử đến cũng vô dụng. Tề Đẳng Nhàn không thể nhịn cười khi nghe những lời của Dương Quan Quan, nhưng cô ấy ngày càng giống một chiến binh, phải báo thù cho mình. Vừa rồi va chạm, bọn họ bị thương ở cánh tay, khi công phu tiến bộ liền nghĩ tới trả thù. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, Dương Quan Quan vẫn khó có thể đối đầu trực diện với cao thủ như Mã Tây Long, cho dù hắn giống như đánh bại Lâm Thiên Dương, hắn cũng không thể làm gì. Mã Tây Long nhàn nhạt nói, động thủ đi, để tôi xem, cậu có tư cách gì mà điên như vậy. Tề Đẳng Nhàn cười một tiếng, bước chân di chuyển, sử dụng bát đồ bước đi, nhưng là đi thẳng tắp, như thể thu nhỏ mặt đất thành một tấc, trong nháy mắt đã đến trước mặt Mã Tây Long. Vừa đến gần, giơ hai tay lên, hàng loạt cú đấm ập vào người hắn như một cơn bão dữ dội. Mã Tây Long khi nhìn thấy động tác chân kỳ dị này không khỏi sửng sốt, cộng với hàng chục ngày chữ hướng quyền bất ngờ tấn công, hắn không khỏi có chút sững sờ một lúc. Mã Tây Long đầu tiên nhượng bộ trước, liên tiếp né được khoảng chục cú đấm, nhưng những cú đấm tiếp theo đã đuổi kịp nên hắn lập tức nhắm mắt đỡ đòn. Những cú đấm của Tề Đẳng Nhàn rất nhanh nhưng khả năng phòng thủ của Mã Tây Long thì không chê vào đâu được. Cảnh tượng này thoạt nhìn rất sống động, hai người nắm đấm không ngừng va chạm trên không trung, chiến đấu rực rỡ. Sử dụng bát quái bộ, còn sử dụng vịnh xuân quyền. Mã Tây Long nhất thời có chút nghi hoặc. Đột nhiên, Tề Đẳng Nhàn một cá bạch hạc lưỡng xí, hai cánh tay vung ra, và nắm đấm của hắn giống như mỏ con xếu, đấm thẳng vào vùng giữa lông mày của Mã Tây Long. Mã Tây Long lập tức dùng khoanh tay chặn lại thêm một cú lật người, bắt được cánh tay của Tề Đẳng Nhàn. Đồng thời xòe năm ngón tay ra, hắn định trực tiếp khóa chặt sợi gân lớn. Thái cực quyền này thật thú vị, Tề Đẳng Nhàn không khỏi thầm nghĩ, cánh tay run lên, mềm như sợi mì, trơn như rắn giả, đột nhiên thu về. Ngay sau đó, hắn di chuyển bước chân của mình, bước lên vị trí và vỗ liên tiếp 6 bàn tay, mỗi bàn tay đều hướng về phía cửa hông. Bát đồ trưởng này vốn là xảo trá, chuyên môn công kích cửa phụ, có 8, 64 trưởng. Khi hợp lại sẽ có biến hóa không ngừng. Tuy nhiên, Mã Tây Long không hề hoảng sợ, hắn ta di chuyển đôi chân liên tục, hắn và Tề Đẳng Nhàn đi vòng quanh hai lần liên tiếp. Hắn sợ thái cực quyền của mình quá mạnh, không bắt được, muốn cùng bát quái trưởng đánh với mình. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Và với một cú vung tay, hắn ung dung lắc Tề Đẳng Nhàn với một cái vỗ tay, hắn đột một bước về phía trước. Tiến lên một bước này, hắn mạnh mẽ dậm xuống đất. Khiến cả hội trường xôn xao, mọi người cảm giác như vừa xảy ra động đất. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, thật không thể tin được, người này lực sao có thể kinh khủng như vậy. Có vẻ như Mã Tây Long trước mặt hắn không phải là con người, mà là một kẻ hủy diệt ác quỷ đội lốt người. Với bước tiến này, Mã Tây Long vặn các ngón chân của mình và sức mạnh truyền thẳng vào cánh tay dọc theo lòng bàn chân của hắn. Cậu sợ tôi lao tới, cho nên mới ép cậu cùng tôi lao tới. Mã Tây Long trên mặt tràn đầy nghiêm nghị, một đạo rắn chắc ngất trời pháo thẳng đến Tề Đẳng Nhàn cầm đi. Khi Dương Quan Quan nhìn thấy điều này có chút hiểu ra. Trong thực chiến thuật thật của hắn có viết, khi một cao thủ chiến đấu, tấn công vào trái tim là tốt nhất. Mới vừa rồi Mã Tây Long dùng thái cực quyền va chạm với tôi, hắn nhìn thấy nên chơi bát quái đài theo phong cá âm nhu, điều này khiến Mã Tây Long cho rằng hắn không dám đối đầu trực diện. Bây giờ... Mã Tây Long đã rơi vào cái bẫy trong phong cách chơi của hắn, tung ra những cú đấm bằng tất cả sức mạnh của mình, đó là một mánh khóe. Tề Đẳng Nhàn, người này nắm đấm lực, thật là lợi hại. Dương Quan Quan đã thấy Tề Đẳng Nhàn chơi bát quái, nó không phải là bát quái hoạt theo nghĩa truyền thống, mà là siêu hung dữ, thậm chí còn mạnh hơn bát cực quyền. Như chúng ta đã biết, trong cuộc thực chiến của các cao thủ, điều tối kỵ nhất là cất cánh và hạ cánh từ trên cao. Bởi vì nếu không thể giết ai đó bằng cách nhảy, chính là đang chờ chết. Cho dù hắn không bị giết trên không trung, nhưng sau khi hạ cánh, khí huyết của hắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nhất định sẽ bị giết. Đã đến lúc Mã Tây Long ngã xuống đất, và khí huyết của hắn sẽ hồi phục. Tề Đẳng Nhàn đến gần, đột nhiên ôm ngang eo hắn,
Sau đó cơ thể hắn giống như một chiếc bàn xoay lớn, và với một tiếng nổ, hai cánh tay của hắn vòng qua eo Mã Tây Long và quay lại phía sau hắn. Ngay sau đó, có một động tác giống như nhổ một cây liễu rủ, trực tiếp kéo Mã Tây Long cao lớn từ dưới đất lên. Mã Tây Long cũng dùng hết sức hét lên, cố hết sức đánh ngựa nhưng đều vô ích, Tề Đẳng Nhàn uy lực như thần. Cơ thể của Mã Tây Long được Tề Đẳng Nhàn nhấc lên cao qua đầu, đột nhiên, một thiết bản kiều bị cong lại và đập xuống. Rầm. Giữa vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, gáy Mã Tây Long chạm đất, phát ra một tiếng động lớn, gạch lát nền vỡ vụn, khói bụi bốc lên khắp nơi. Tuy nhiên, may mắn thay, thời điểm Mã Tây Long bị đập xuống đất, Tề Đẳng Nhàn đã lấy tay che đầu để bảo vệ phía sau đầu, nếu không, một đòn này đã đủ giết chết hắn rồi. Sau khi Tề Đẳng Nhàn ôm và đập Mã Tây Long, hắn thẳng tắp đứng lên. E rằng Từ Ngạo Tuyết biết rõ nhất phần eo và bụng khỏe như thế nào. A, à, chỉ có tiếng thở hổn hển và mọi người đều líu lưỡi. Mã Tây Long là một cường giả nổi tiếng hàng đầu, từng là cường giả 3 lần liên tiếp vô địch võ lâm, hôm nay lại bị một kẻ ít người biết đến đánh bại. Dương Quan Quan rất bình tĩnh trong mối quan tâm của mình, nghĩ rằng chiến đấu thực sự không chỉ là về thể chất, mà quan trọng hơn là trí não. Ngay cả khi kỹ năng đấm bốc của hắn không tốt bằng đối thủ, chỉ cần để đối thủ rơi vào tay mình bẫy, cơ hội chiến thắng cũng cao. Tất nhiên, Tề Đẳng Nhàn không thể thua kém Mã Tây Long về kỹ năng, nhưng hắn đã chọn một cách an toàn hơn và dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Mã Tây Long luyện thái cực quyền, nếu thật sự quyết tâm chơi cái trò lấy nhu nhược thắng cường với Tề Đẳng Nhàn thì phiền toái cho hắn, cho nên hắn chỉ dụ đối phương ra tay, trước hết rút ra lực đấm của đối phương. Và sau đó tấn công những người khác sau đó. Cô ấy nghĩ về điều đó và cảm thấy rằng cho dù cô có để Mã Tây Long rơi vào bẫy trong phong cách chơi của mình bao nhiêu đi chăng nữa, thì cuối cùng cô vẫn sẽ thua. Không có cách nào, kỹ năng còn chưa đạt tới trình độ đó, chênh lệch quá lớn, căn bản không cách nào chiến đấu. Khụ khụ khụ. Mã Tây Long ho khan một tiếng, từ dưới đất bò dậy, toàn thân tê dại, không thể nào đứng dậy được. Sắc mặt của hắn có chút tối sầm. Dù sao ở nơi công cộng bị người khác ôm ngã xuống đất cũng không tốt lắm. Tôi thua, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm cậu hôm nay tại khách sạn Thiên Địa náo loạn. Mã Tây Long lạnh lùng nói, nhưng hắn rất phóng khoáng, có thể nhận thua. Không phải là ông có đuổi hay không, mà là ông không có tư cách đuổi tôi. Tề Đẳng Nhàn khinh thường cười cười, lắc lắc đầu, có vẻ rất lười biếng. Những gì hắn nói, mọi người chỉ có thể im lặng, quả thực, nền tảng của hắn đủ vững chắc. Tay đủ mạnh, ngay cả Mã Tây Long cũng không phải là đối thủ, ai có thể làm gì được hắn. Mã Tây Long cảm thấy câu này nghe rất chói tai, nhưng hắn đã thua rồi, đối phương có nói gì đi chăng nữa, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhìn thấy cảnh này, anh em Dương gia không khỏi ớn lạnh, Mã Tây Long, người đã đặt nhiều kỳ vọng cho hắn, chẳng lẽ đây là đầu đuôi sự tình sao? Tôi làm chị thất vọng rồi, lão Mã này giết không được chúng tôi, hiện tại đến lượt tôi rồi chứ. Dương Quan Quan lúc này quay đầu nhìn về phía Dương Phỉ Phỉ, cười nửa miệng hỏi. Mày dám, mày lại dám đánh tao. Dương Phỉ Phỉ hét lên, trước mặt bao nhiêu người, bị Dương Quan Quan, tên khốn mà cô luôn coi thường, tát cho một cái thật là nhục nhã. Người chung quanh cũng sửng sốt, giống như lâm vào mộng cảnh, đây thật sự là Ma Đô sao? Tại sao lại có người dám đánh người Dương gia với tư cách ở Ma Đô? Dương Viễn Sơn hung ác nói, tại lễ đính hôn của anh tao gây sự đúng không, cho dù là hôm nay Thiên Vương lão tử tới, cũng cứu không được mày. Dương Quan Quan hoàn toàn không để ý đến Dương Viễn Sơn mà nói thẳng với Dương Phỉ Phỉ, đánh chị. Hôm nay tôi không chỉ đến đây để đánh, mà là để phế chị, không nghe tôi vừa nói sao. Dương Phỉ Phỉ thật sự sợ hãi, Dương Quan Quan đã dám đánh cô, thật sự dám phế cô. Tuy nhiên, cô ta đã bắt nạt Dương Quan Quan nhiều năm, có lợi thế tâm lý rất lớn, dù bị tát nhưng vẫn lập tức đứng dậy, cầm chai rượu đập vào đầu. Ngay khi chai rượu bị đập vỡ một nửa, Dương Quan Quan đã giơ tay đấm vỡ chai rượu rồi đá vào bụng Dương Phỉ Phỉ khiến cô ta ngã xuống đất. Dương Phỉ Phỉ quỳ rạp xuống không dậy nổi, đau đớn khóc nức nở, mày, mày thật quá đáng, anh tao vĩnh viễn sẽ không buông tha cho ngươi. Dương thiếu gia. Đột nhiên. Có người gọi to. Theo danh tiếng, Dương Tĩnh đã đến rồi, mặc một bộ Âu phục màu đen chỉnh tề, khuôn mặt cương nghị và nghiêm nghị, từng động tác đều toát lên vẻ lạnh lùng.
Bên cạnh hắn là Từ Ngạo Tuyết trong bộ váy trắng, trông cô yêu kiều và sang trọng, giống như một đóa hoa sen, nhưng trên mặt lại có một tia ửng hồng kỳ lạ. Dương Tĩnh tới rồi, hay lắm, xem cô con gái ngốc nghếch của Dương Tam xỏa tới tiệc đính hôn làm loạn, cho nên không có quả ngon. Chớ nói Dương Tĩnh là Dương gia nhỏ tuổi nhất, chỉ nói hắn có kinh đô chống lưng, ai cũng không thể khiêu khích hắn. Đúng vậy, vì sao có người tiến vào chính vụ? Không phải là bởi vì được đế đô đại lão bản coi trọng sao? Khiêu khích người như vậy, không phải là muốn chết sao? Người có tên, cây có bóng. Danh tiếng của Dương gia ở Ma Đô đã đủ lớn, Dương Tĩnh là người giỏi nhất trong Dương gia. Anh à, con khốn Dương quan quan này đã trở lại Thượng Hải và gây rối trong tiệc đính hôn của anh không được thả nó đi. Đôi mắt của Dương Tĩnh rơi vào Dương quan quan, ngay cả cô, người đã từng bị các đại lão ở ngục giam rèn luyện, giờ phút này cũng cảm thấy bị áp bức. Ngược lại, Từ Ngạo Tuyết cười khinh bỉ, Dương gia ở Ma Đô đúng là thứ rác rưởi, từ sự việc này có thể thấy người trong nhà này tư cách kém cỏi. Ông già Dương gia quan tâm đến tình cảm gia đình hơn, nhất quyết muốn chia gia sản cho dòng dõi của Dương Chí. Dương gia có gia thế lớn, làm ăn lớn, 1/3 đều cho Dương quan quan. Đùa gì chứ, sao tên thiểu năng này lại lấy đi 1/3 tài sản của Dương gia, gửi cho cô mấy trăm vạn cũng quá đáng. Dương Tĩnh khuôn mặt lạnh lùng tiến về phía trước, nhìn Dương quan quan. Dương quan quan ngẩng đầu đứng thẳng lên, không hề lay động trước áp lực mà đối phương mang đến. Còn dám trở về, Dương Tĩnh nhàn nhạt hỏi. Tại sao không, Ma Đô là nhà anh sao? Dương quan quan khẽ mỉm cười, ý đồ lấy mềm mại khắc chế cứng rắn. Dương Tĩnh nói, còn dám đến gây náo loạn tại lễ đính hôn. Dương quan quan nói, anh không quan tâm đến việc Dương Phỉ Phỉ làm một số điều vô lương tâm, nhưng anh lại đến để yêu cầu tôi đừng gây rắc rối trong tiệc đính hôn của anh. Được rồi, tôi đã gây rắc rối, thì thế nào? Tề Đẳng Nhàn nghe xong không khỏi buồn cười, phong cách ăn nói của Dương quan quan, không biết có phải là chịu ảnh hưởng của hắn không, dù sao nghe cũng có chút khó chịu. Dương Tĩnh lạnh lùng nói, hôm nay là ngày đại hỷ, anh cũng không muốn gây chuyện. Từ bỏ quyền thừa kế gia sản, sau đó quỳ xuống nhận lỗi, anh tha mạng cho em, rời khỏi thủ đô. Dương quan quan lắc đầu và nói, hôm nay em sẽ phế con khốn Dương Phỉ Phỉ, nó sẽ không hiệu quả với bất kỳ ai, bao gồm cả anh. Giọng điệu của cô ấy rất chắc chắn, tốc độ nói rất nhẹ nhàng, cô ấy đang đối mặt với Dương Tĩnh với một tâm trí hoàn toàn bình tĩnh. Dương Tĩnh, cậu giả vờ không nhìn thấy tôi sao? Tề Đẳng Nhàn lúc này nhàn nhạt mở miệng hỏi. Dương Viễn Sơn trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, gia hỏa này thật đúng là không biết làm sao, cư nhiên chủ động chọc giận anh của mình. Dương Tĩnh liếc qua, lạnh lùng nói, anh là ai? Này, sĩ quan cấp tá Dương, cậu thích đùa à, tôi là quan chức cấp trên, đến dự tiệc đính hôn của cậu không phải nên chào tôi sao? Tề Đẳng Nhàn cười hỏi. Mọi người nghe vậy không khỏi giật mình, tất cả mọi người đều sửng sốt, thượng cấp. Thật là một câu chuyện hài hước. Dương Viễn Sơn quát, Tề Đẳng Nhàn, đừng tưởng rằng tao không biết mày, cũng đừng giả bộ sói cái đuôi to. Mày xứng làm thượng cấp sao? Mày biết mình phải gánh chịu hậu quả gì nếu giả vờ là một sĩ quan không? Khóe mắt Dương Tĩnh run lên và anh ta nhận ra Tề Đẳng Nhàn là ai? Tôi lớn hơn cậu bất kể cấp bậc hay vị trí. Làm thế nào cậu có thể không chào khi nhìn thấy tôi? Tề Đẳng Nhàn trầm ngâm hỏi. Mọi người đều cho rằng Tề Đẳng Nhàn bị điên, dám giả làm cấp trên của Dương Tĩnh, lại còn nói những lời xúc phạm nhục nhã như vậy, thật không biết phải làm sao. Tuy nhiên, khi Dương Tĩnh đứng thẳng trước con mắt kinh ngạc của mọi người, hai chân trụm lại, khuôn mặt tái nhợt, một tay đặt trên ngực, một tay đặt sau eo, và hành lễ, Dương Tĩnh hèn mọn, ra mắt Tề chuẩn tướng. Dầm. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức nổ tung. Từ Ngạo Tuyết cười nhạt, Tề Đẳng Nhàn trở thành chuẩn tướng của Bộ Chính trị, đây là một nỗi đau trong cổ họng của nhiều người. Triệu Biện Tử tự mình đến Thượng Hải, cố gắng làm hắn bị thương nặng trước khi giám định, để hắn không thể thông qua giám định một cách suôn sẻ. Dựa trên sự hiểu biết của cô ấy về Tề Đẳng Nhàn, cô ấy phải sử dụng thân phận này để kéo biểu ngữ ra hổ để trấn áp mọi người, không? Điều đó ngay lập tức khiến Dương Tĩnh phải cúi đầu, và khuôn mặt của anh ta vô cùng khó coi.
Thật đáng tiếc Tề Bất Ngữ là một tên biến thái, cho dù là Triệu Biện Tử, cũng không phải là đối thủ của hắn. Từ Ngạo Tuyết trong lòng thầm nghĩ. Việc Tề Bất Ngữ đột ngột xuất hiện ở Ma Đô đã trực tiếp phá vỡ toàn bộ sự sắp xếp của Triệu gia, nếu không, Tề Đẳng Nhàn có thể không thể trở nên kiêu ngạo. Sau đó, Từ Ngạo Tuyết nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, nhếch mép cười nói, được rồi, không phải làm như vậy. Tất cả chúng ta đều là người mình. Dương Tĩnh lạnh lùng nói, tôi cùng Tề tướng quân trở thành của riêng tôi khi nào? Trước mặt nhiều người như vậy, nói một câu như vậy quả thực là quá đáng. Dương Quan Quan biết rằng Từ Ngạo Tuyết đã suy sụp sau khi bị đánh bại bởi tập đoàn Hướng Thị do Tề Đẳng Nhàn hỗ trợ, nhưng không bao giờ nghĩ rằng giữa hai người họ sẽ có một mối quan hệ phức tạp như vậy. Lão biến thái này, hôm nay thật sự là đi tìm người yêu cũ à? Dương Quan Quan không khỏi khẽ nghiến răng. Tuy nhiên, phải nói rằng những lời của Tề Đẳng Nhàn thực sự rất khó chịu. Lễ đính hôn của Dương Tĩnh với Từ Ngạo Tuyết rất được mong đợi và họ cảm thấy rằng hai người là một cặp đôi hoàn hảo. Nhưng Tề Đẳng Nhàn ra ngoài và nói với Dương Tĩnh trước mặt rất nhiều người rằng Từ Ngạo Tuyết chính là người phụ nữ mà hắn đã chơi qua. Bàn tay của Dương Tĩnh siết chặt, và có một âm thanh giòn. Anh ta đã biết chuyện này từ lâu, để giữ được tập đoàn Từ Thị, Từ Ngạo Tuyết đã nhiều lần nhượng bộ và thỏa hiệp, kể cả thân xác của cô. Anh ta thậm chí còn nhìn thấy những viên thuốc tránh thai rơi ra khỏi túi của Từ Ngạo Tuyết. Đối với Dương Tĩnh, người luôn kiêu ngạo và ngạo mạn, cưới một người phụ nữ được đàn ông khác chiều chuộng là một điều rất ghê tởm, nhưng bây giờ Tề Đẳng Nhàn vẫn muốn hỏi điều đó trước mặt anh. Hiện trường chỉ có một trận náo động, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Từ Ngạo Tuyết, không thể tin được cô lại là người như vậy. Tề Đẳng Nhàn, tôi tôn trọng anh là một sĩ quan và tôi rất khách khí với anh. Nhưng nếu anh xúc phạm tôi và vị hôn thê của tôi như vậy, đừng trách tôi vô lễ. Dương Tĩnh tức giận nói. Tề Đẳng Nhàn buông tay nói, đừng hung dữ như vậy, dù sao cậu cũng sắp cưới người phụ nữ đã ngủ với tôi rất nhiều lần, cho nên cậu cứ đi đôi giày tôi từng đi đi. Dương Tĩnh thực sự muốn đấm hắn, đánh gãy cả hàm răng, và xem hắn có còn nói được không. Nhưng lý trí nói cho anh biết, không thể làm như vậy. Tề Đẳng Nhàn là ép anh phạm sai lầm, ép anh ra tay. Làm thế nào anh ta có thể không nhìn thấy một sự khiêu khích ác ý như vậy? Nhưng anh ta thực sự đang rất tức giận. Ngạo Tuyết, nói cái gì đi, nói cho mọi người biết là anh ta đang vu khống em. Dương Tĩnh quay đầu lại, nhìn Từ Ngạo Tuyết trầm giọng nói. Lúc này, chỉ có Từ Ngạo Tuyết mới có thể đứng ra nói ra, mới có thể xoay chuyển tình thế, khiến cho sắc mặt của anh bớt xấu đi. Từ Ngạo Tuyết thở dài, nói tôi chỉ còn cách phục tùng anh ta, dù sao thì lúc đó quyền sinh tử của tập đoàn Từ Thị đều nằm trong tay người khác. Ồ! Mọi người bắt đầu xôn xao. Dương Tĩnh có sửng sốt một chú, anh không nghĩ đến Từ Ngạo Tuyết lại sẽ nói như vậy. Điều anh muốn Từ Ngạo Tuyết nói là phủ định những lời của Tề Đẳng Nhàn, không phải những lời trịch thượng như thế này, lời nói của cô ấy anh để mặt mũi ở đâu. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn hơi cong lên, hắn biết Từ Ngạo Tuyết sẽ không lên tiếng về phía Dương Tĩnh, bởi vì cô không muốn khuất phục sự sắp đặt của Triệu gia mà cưới Dương Tĩnh chút nào. Từ Ngạo Tuyết, cô đang tìm cái chết, Dương Tĩnh nhẹ nhàng nặn ra một câu như vậy. Từ Ngạo Tuyết càng tệ hơn, vẻ mặt đau khổ nhìn anh nói, Dương Tĩnh, thực xin lỗi, tôi không muốn. Nhưng lúc đó, tôi thực sự không có biện pháp nào. Mắt thường nhìn thấy mặt Dương Tĩnh đỏ bừng. Xem ra hắn vô cùng tức giận. Thảo nào Từ Ngạo Tuyết bằng lòng lấy Dương Tĩnh, hóa ra cô ấy đã bị đàn ông khác chơi. Hai người địa vị cùng địa vị không tương xứng, xem ra Dương Tĩnh là dự bị lốp xe, chỉ là người kế thừa mà thôi. Tôi không ngờ mối quan hệ ở đây lại phức tạp như vậy. Từ Ngạo Tuyết, người trông như một nữ thần, lại đã bị chơi qua. Những lời của những vị khách tại hiện trường mơ hồ lọt vào tai Dương Tĩnh khiến anh suýt nữa nổ tung tại chỗ. Tất nhiên Từ Ngạo Tuyết biết lời nói của mình sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình như thế nào, nhưng cô ấy không quan tâm, như đã nói, bây giờ cô ấy rất thấp hèn, danh tiếng không ảnh hưởng gì đến cô cả. Dương Tĩnh hai má đã méo sạch, nhưng vẫn phối hợp nói, không sao, tôi mặc kệ, tất cả đều là quá khứ. Đương nhiên là tôi lựa chọn tha thứ cho cô ấy. Tề Đẳng Nhàn nói rất thích hợp, tôi đã nói khi nhìn thấy Ngạo Tuyết hôm nay, quá khứ đã qua, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa,
dù sao thì cô ấy cũng sắp kết hôn đi mất. Lượng thông tin trong câu này thậm chí còn lớn hơn. Các vị khách lại náo động. Mới hôm này, Từ Ngạo Tuyết và Tề Đẳng Nhàn còn đã gặp nhau. Bọn họ đều quay đầu lại nhìn về phía Dương Tĩnh, chỉ cảm thấy có một làn khói xanh giống như từ trong đầu Dương Tĩnh bay ra. Trong lòng Từ Ngạo Tuyết chỉ còn lại sự lạnh lùng, khi đó Dương Tĩnh tát cô một cái, lẽ ra anh phải nghĩ rằng sẽ có một ngày như vậy. Cô không màng thanh danh nên sẽ không ngần ngại trả thù Dương Tĩnh theo cách khiến cả hai bên đều tổn thương. Bàn tay của Dương Tĩnh siết chặt, và có một âm thanh giòn. Anh ta đã biết chuyện này từ lâu, để giữ được tập đoàn Từ Thị, Từ Ngạo Tuyết đã nhiều lần nhượng bộ và thỏa hiệp, kể cả thân xác của cô. Anh ta thậm chí còn nhìn thấy những viên thuốc tránh thai rơi ra khỏi túi của Từ Ngạo Tuyết. Đối với Dương Tĩnh, người luôn kiêu ngạo và ngạo mạn, cưới một người phụ nữ được đàn ông khác chiều chuộng là một điều rất ghê tởm, nhưng bây giờ Tề Đẳng Nhàn vẫn muốn hỏi điều đó trước mặt anh. Hiện trường chỉ có một trận náo động, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Từ Ngạo Tuyết, không thể tin được cô lại là người như vậy. Tề Đẳng Nhàn, tôi tôn trọng anh là một sĩ quan và tôi rất khách khí với anh, nhưng nếu anh xúc phạm tôi và vị hôn thê của tôi như vậy, đừng trách tôi vô lễ. Dương Tĩnh tức giận nói. Tề Đẳng Nhàn buông tay nói, đừng hung dữ như vậy, dù sao cậu cũng sắp cưới người phụ nữ đã ngủ với tôi rất nhiều lần, cho nên cậu cứ đi đôi giày tôi từng đi đi. Dương Tĩnh thực sự muốn đấm hắn, đánh gãy cả hàm răng, và xem hắn có còn nói được không. Dương Tĩnh trong mắt tràn đầy sát cơ, cười nham hiểm nói, họ Tề, anh muốn bức chết tôi sao? Chà chà chà, anh thành công, đạt được tâm nguyện rồi. Khí thế giết người của anh ta khóa chặt lấy Tề Đẳng Nhàn, như thể anh ta sẵn sàng giết người vào khoảnh khắc tiếp theo. Nhưng Tề Đẳng Nhàn vẫn bình tĩnh, hắn mong muốn Dương Tĩnh có thể làm điều gì đó, để có thể giết Dương Tĩnh ngay tại chỗ với tội danh làm điều sai trái. Sự sụp đổ của Dương Tĩnh, trụ cột của Dương gia, sẽ giáng một đòn mạnh vào Dương gia, cả về tinh thần và thực tế, tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều để đối phó với họ. Giết chết anh ta đi. Từ Ngạo Tuyết nhẹ giọng nói bên tai Tề Đẳng Nhàn. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, lại có người đứng lên phát biểu. Dương Tĩnh, đừng xúc động, một người đàn ông tiến lên nói. Sau khi Dương Tĩnh nhìn thấy người đó, anh ta không khỏi giật mình và nói, anh Diệp. Người tới thực sự là Diệp Phi Lưu, giám khảo chính của cuộc đánh giá Ma Đô lần này. Tề Đẳng Nhàn không khỏi hơi nhướng mày, thấy Dương Tĩnh đang muốn ra tay. Trình Giảo Kim lại nửa đường xuất thủ, điều này làm cho hắn có chút khó chịu. Diệp Phi Lưu nhàn nhạt nói, cậu hiện tại nếu động thủ, chính là phù hợp với ý nguyện của hắn, trước tiên cậu bình tĩnh lại. Sự xuất hiện của Diệp Phi Lưu khiến Dương Tĩnh, người đang rất tức giận, bình tĩnh lại rất nhiều. Đương nhiên, anh cũng biết rất rõ Tề Đẳng Nhàn là muốn khiêu khích, muốn anh ra tay, sau đó trực tiếp giết anh. Tên này rất âm hiểm thâm độc. Nếu hắn dám làm chuyện này ở đây, có lẽ hắn rất tự tin. À, giám khảo Diệp Tổng, sao anh không đi giám sát giám khảo tham gia góp vui trong tiệc đính hôn của người khác? Tề Đẳng Nhàn tự nhiên rất khó chịu khi việc tốt của mình bị gián đoạn, hắn nhìn Diệp Phi Lưu với ánh mắt khó chịu, cười híp mắt. Diệp Phi Lưu thản nhiên nói, cậu không đi giám định, ở chỗ này làm cái gì? Tôi nhất định sẽ vì cậu như vậy phóng túng vô kỷ luật cho người đuổi cậu ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn nói một cách thờ ơ, có thể đuổi tôi ra ngoài hay không là tùy thuộc vào anh có bản lĩnh như vậy, xem ra không có tư cách nói chuyện với tôi như vậy. Mọi người đều không biết Diệp Phi Lưu, nhưng từ thái độ cung kính của Dương Tĩnh đối với hắn có thể biết được, địa vị của người này không thấp hơn Dương Tĩnh, thậm chí hắn còn phụ trách một số đánh giá liên quan đến Tề Đẳng Nhàn. Diệp Phi Lưu không có hứng thú cùng bọn người Tề tranh luận, chỉ là lắc đầu nói, tôi có năng lực này hay không? Các cậu tới sẽ biết. Tề Đẳng Nhàn trần chờ một hồi cười lạnh, hắn đương nhiên biết, muốn đuổi hắn ra khỏi chính vụ, để rút cái móng tay chói mắt này của hắn, bọn họ nhất định phải tốn rất nhiều tiền. Những giám khảo đến để đánh giá hắn phải là những chuyên gia siêu cấp hiếm thấy trong thời gian bình thường. Nhưng đúng như Tề Bất Ngữ đã dạy hắn có một trái tim bất khả chiến bại và không hề sợ hãi. Thật đáng tiếc. Từ Ngạo Tuyết không khỏi nghĩ xấu xa khi thấy đòn tấn công của Dương Tĩnh bị Diệp Phi Lưu chặn lại. Sự việc đã đến mức này, tiệc đính hôn này đương nhiên không thể tiếp tục,
ngay cả Triệu gia cũng không thể ép Dương Tĩnh giải quyết sự việc. Dù sao thì Dương Tĩnh bây giờ cũng không biết xấu hổ, thậm chí còn sẵn sàng đánh cô, cho dù Triệu gia có áp lực cũng chưa chắc thuyết phục được, đến lúc đó có thể sẽ xảy ra chuyện không hay. Nói xong chưa? Nói xong rồi, tôi có thể động thủ nếu muốn. Dương Phỉ Phỉ không có lương tâm, đào mộ của cha tôi và đốt xương của ông ấy. Số nợ này phải tính. Dương Quan Quan lúc này nói với vẻ mặt trống rỗng, vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị, như thể cô ấy sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích của mình. Dương Tĩnh trừng mắt nhìn, nói em dám. Nếu dám động đến một ngón tay của Dương Phỉ Phỉ, anh. Tề Đẳng Nhàn nói, làm đi, ở chỗ này, muốn xem ai dám động vào cô. Dương Quan Quan gan lớn, hành động của cô cũng nhanh như chớp. Dương Tĩnh và Diệp Phi Lưu đều đã sẵn sàng để ngăn chặn nó, nhưng vào lúc này, họ cảm thấy ngay lập tức bị khóa chặt bởi một luồng sát khí đáng sợ. Tóc của cả hai dựng đứng trên đầu, động tác đều cứng đờ. Bọn họ cảm thấy Tề Đẳng Nhàn thật sự muốn giết người, một khi ra tay ngăn cản, nhất định sẽ lộ ra khuyết điểm, bán lưng cho Tề Đẳng Nhàn. Đối mặt với cao thủ như Tề Đẳng Nhàn, bán lưng cho hắn chẳng khác nào trực tiếp hiến mạng. Dương Quan Quan trực tiếp nắm được một ngón tay của Dương Phỉ Phỉ, rắc rắc một tiếng bẽ gãy. Bị 10 ngón tay, Dương Phỉ Phỉ đau đớn hét lên, cả người ngửa ra sau, khuôn mặt méo sạch, gào khóc thảm thiết. Dương Quan Quan vô cảm bẽ gãy ngón tay của cô ta, nói tôi không chỉ muốn chạm vào một ngón tay, tôi muốn cô ta cả đời nằm trên giường bệnh, ăn năn những gì mình đã làm cho đến khi chết. Lúc nói ra lời này, ngữ khí của cô rốt cục không còn bình tĩnh nữa. Mà là tức giận đến gần như bốc hỏa, cả người cảm xúc trong nháy mắt bùng nổ, làm cho người ta cảm giác nàng muốn ăn thịt người. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Có thể nghe thấy, tiếng hét kêu đau thảm thiết không ngừng truyền tới của Dương Phỉ Phỉ. Lúc này tất cả mọi người thậm chí không dám nói một câu, sợ bị chọc giận. Hôm nay, học trò của tôi báo thù, có oán báo oán. Nếu như có kẻ nào gây phiền toái, muốn ngăn cản hắn. Ta nhất định giết hắn. Chuyện lớn, tôi chính là vứt bỏ chính sự bộ dáng. Năm đó cha tôi giết bao nhiêu người ở đế đô, hôm nay tôi ở ma đô giết bấy nhiêu người. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói, đứng cách đó không xa, giọng điệu tuy rằng bình tĩnh nhưng lại tràn ngập sát khí khiến người ta sởn gai ốc. Từ Ngạo Tuyết ở bên cạnh không khỏi cảm động, một người đàn ông đứng thẳng, quả nhiên phải như vậy. Diệp Phi Lưu không khỏi nhớ tới năm đó ma đô đẫm máu bi kịch, cho tới bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Tề Bất Ngữ hóa thân thành Tu La vào ngày hôm đó, và giết những kẻ nhắm vào hắn, gần giống như Hades gọi tên, tìm kiếm từng người một, và giết họ đến tận cổng đại hội. Bây giờ không phải là lúc trực tiếp đối đầu với hắn. Diệp Phi Lưu một tay khoác lên vai Dương Tĩnh, lạnh lùng nói. Em gái tôi sắp bị phế rồi. Dương Tĩnh vô cùng tức giận. Diệp Phi Lưu nói, em gái của cậu khi làm việc gì cũng không dính vào điểm mấu chốt, cô ấy đào mộ và đốt xương và cho của người khác, có thể nói rằng đã mất đạo đức. Nếu chúng ta hành động ngay bây giờ và sự việc sẽ vỡ lở ra, về mặt dư luận, chúng ta phải là người chịu thiệt. Đến lúc đó, sẽ không phải là một chuyện đơn giản như vậy nhúng tay vào, mà là liên lụy toàn thân, thậm chí Triệu gia cũng sẽ bị lôi vào. Các cậu cho rằng Dương gia gây nên dư luận như vậy, còn có thể được bọn họ ủng hộ sao? Chấm than. Dương Tĩnh không thể không im lặng và nắm chặt tay. Dương Phỉ Phỉ quá tự phụ, cô ta làm chuyện như vậy sau lưng anh, không bàn trước nên bây giờ sự việc bại lộ, mọi người mới biết vì sao Dương Quan Quan lại tức giận đến như vậy. Hôm nay danh tiếng của Dương gia đã hoàn toàn bị hủy hoại. Một là chuyện của Dương Tĩnh và Từ Ngạo Tuyết. Bây giờ có lẽ ai cũng cảm thấy trên đầu bốc khói xanh. Thứ hai là Dương Phỉ Phỉ đã đào mồ quá nhiều, bốn chữ suy đồi đạo đức cũng không đủ để diễn tả, bởi vì Dương Chí có nói gì đi chăng nữa thì dù có ngu ngốc cũng là chú ba của bọn họ. Dương gia không chiếm lý. Nhưng cuộc đấu tranh hiện tại liên quan đến trò chơi giữa Triệu gia và Phó Phong Vân, đánh giá ở Ma Đô là đá Tề Đẳng Nhàn ra khỏi bộ chính trị. Điều gì sẽ xảy ra nếu Tề Đẳng Nhàn vì mối bất bình giữa Dương Quan Quan và Dương Phỉ Phỉ, và sự việc trở thành một mớ hỗn độn lớn, mọi người đều biết về nó.
Tôi sợ rằng mọi người sẽ vỗ tay và nói giết tốt phải không? Vì vậy, Triệu gia nên đối phó với chính mình vào thời điểm đó như thế nào? Anh, cứu em với! Dương Phỉ Phỉ lúc này tuyệt vọng hét to lên. Dương Quan Quan đã khoanh tay với cắt đuôi cá sấu, và sử dụng kỹ thuật chia gân và xương do Tề Đẳng Nhàn dạy cho cô, siết chặt những sợi gân lớn, chọn và xoắn, bấm hai lần, và cả hai cánh tay đều bị nghiền nát, bị xoắn thành từng mảnh, và xương bên trong cũng bị xoắn thành từng mảnh do lực xoắn ốc. Tôi có việc, tôi đi trước. Khụ khụ khụ, tôi đi đi, mới nhớ tới, đến giờ đón bọn nhỏ tan học. Các vị khách thấy sự tình trở nên nghiêm trọng, đều sợ gây sự, mỗi người đều cảm thấy ớn lạnh sau gáy, cáo lỗi liền trực tiếp rời đi. Mặc dù sự phấn khích rất đẹp, nhưng không phải ai cũng có thể xem sự phấn khích của Dương gia. Dương Quan Quan sắc mặt lạnh lùng nói, hôm nay không ai có thể cứu cô nên cho rằng mình làm chuyện vô tâm như vậy nhất định phải trả giá. Hào Long Đảm là tên hiệu của Diệp Phi Lưu, bởi vì cây súng lớn trong tay hắn ta tên Hào Long Đảm. Nhà họ Triệu lúc này đây, thật sự vô cùng nghiêm túc xử lý việc này. Dương Tĩnh và những người khác gần như chỉ có thể nhìn Dương Phỉ Phỉ bị Dương Quan Quan phế bỏ. Về phần Dương Quan Quan, cô ra tay tàn nhẫn, dứt khoát và tàn nhẫn, trực tiếp tiêu diệt tay chân của Dương Phỉ Phỉ. Hơn nữa, những chiêu cô ấy sử dụng đều do Tề Đẳng Nhàn dạy, xương gãy đến mức bác sĩ chỉnh hình người Đức nhìn thấy cũng phải lắc đầu ngao ngán. Tề Đẳng Nhàn đứng sang một bên như tượng quan công, mí mắt hơi rũ xuống. Quan công không mở mắt, hắn muốn giết người. Chỉ cần có người dám ra tay công kích Dương Quan Quan, ngăn cản Dương Quan Quan báo thù, hắn lập tức sẽ hung ác giết người. Phải nói rằng những gì Dương Phỉ Phỉ đã làm thực sự ngu ngốc, mặc dù nó đã phá vỡ tâm trí của Dương Quan Quan nhưng nó cũng khiến cô ấy rơi vào ngõ cụt. Tề Đẳng Nhàn, tôi không cùng anh chung số phận. Anh tốt nhất cứ như vậy may mắn, được người trên chiếu cố. Chỉ cần anh mất đi lực lượng, tôi liền giết anh. Dương Tĩnh nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn hung tợn nói. Hôm nay anh ta bị mất mặt, nhìn em của mình bị Dương Quan Quan phế, lửa giận trong lòng gần như bốc cháy toàn thân. Tề Đẳng Nhàn không muốn nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn Dương Quan Quan động thủ. Xong rồi, Dương Quan Quan hờ hững nói, thu tay về. Dương Phỉ Phỉ đã ngất đi trên mặt đất, tứ chi mềm nhũn ngã trên mặt đất, giống như bò sát không xương. Dương Quan Quan nói xong hết thảy, ngẩng đầu nhìn Dương Tĩnh, bình tĩnh nói, tôi nhất định phải báo thù, nhất định sẽ không từ bỏ gia sản quyền thừa kế, thuộc về cha tôi, còn có tôi nên lấy. Nếu anh muốn giữ tiền, thì tôi hoan nghênh anh đến với tôi. Tôi Dương Quan Quan chỉ cần sống một ngày, anh vĩnh viễn sẽ không có hạnh phúc. Cô đã nói ra điều mà hơn 20 năm nay cô vẫn muốn nói, hôm nay nói ra, cô chỉ cảm thấy hơi thở trong lồng ngực, cả người thư thái gấp trăm lần. Sau khi làm tất cả những điều này, Dương Quan Quan cảm thấy mình gần như hết giận, nói, đi thôi. Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn Diệp Phi Lưu, nói, vào ngày giám định, tôi sẽ đánh gãy cả hàm răng của anh, hãy nhớ kỹ những gì tôi đã nói. Diệp Phi Lưu cười lạnh một tiếng, tôi chờ cậu. Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn Từ Ngạo Tuyết một lần nữa, nói, đi thôi, ở lại đây chờ bị truy cứu trách nhiệm à. Từ Ngạo Tuyết định thần lại, gật đầu rồi chuẩn bị rời đi. Những lời cô vừa nói khiến Dương Tĩnh và cả Dương gia cảm thấy xấu hổ, nếu cô tiếp tục ở lại đây, rõ ràng là không có quả ngon để ăn. Tiết Quý, người chưa bao giờ rời khỏi hiện trường, vào lúc này cười lạnh, các người, đã quên tôi chưa? Chỉ đánh tôi, cô muốn rời đi như vậy. Mặc dù rất thích nhìn Dương Quan Quan làm loạn tiệc đính hôn của Dương Tĩnh, nhưng dù sao cũng bị đánh như vậy, dù sao cũng nên trả nợ. Tuy nhiên, Tiết Cương, người mà Tiết Quý gọi, không bao giờ xuất hiện mà thay vào đó, anh đang đợi bác của mình là Tiết Chân. Bác cả, sao bác lại ở đây? Tiết Quý sửng sốt, anh không ngờ rằng Tiết Cương chuyên làm chuyện xấu không tới, mà Tiết Chân lại tới. Tiết Chân gật đầu với anh ta. Và bình tĩnh nói, bác đã biết sự việc, chuyện xảy ra hôm nay là do cháu đã làm sai, cháu không nên mở miệng ra mà coi thường và chọc ghẹo người ta, bị đánh thì cháu đáng bị như vậy. Tiết Quý sắc mặt lập tức tái xanh, có chút không xác định, hắn không ngờ rằng Tiết Chân tới đây không phải là giúp anh vượt lên, mà là để trấn áp anh. Dương Quan Quan nhìn Tiết Chân đầy sự ngạc nhiên.
Tiết Chân nói, cháu không cần phải đợi Tiết Cương nữa, bác đã nói với cậu ta rằng đừng đến đây. Chuyện hôm nay, dừng ở đây. Dương Tiểu Thư, thực xin lỗi, tôi đối với cháu tôi không nghiêm khắc. Chuyện này cô đừng để trong lòng. Dương Quan Quan gật đầu nói, xin lỗi, tôi động thủ cũng hơi nặng. Thái độ của Tiết gia nằm ngoài dự đoán của mọi người, bao gồm cả Tề Đẳng Nhàn, người cảm thấy hơi khó hiểu. Tề Đẳng Nhàn nói, Tiết gia là một gia tộc hiểu chuyện, không sao, chuyện hôm nay chúng ta quên đi, đi thôi. Hắn mang theo Dương Quan Quan và Từ Ngạo Tuyết và trực tiếp rời khách sạn Thiên Địa. Tiết Chân không nói nhảm với Dương gia, tiệc đính hôn của Dương Tĩnh bị xáo trộn như thế này, trong lòng hắn rất vui. Hắn kéo Tiết Quý với cái mũi bầm tím và khuôn mặt sưng tấy rời khỏi hiện trường. Tiết Quý không khỏi hỏi, bác cả, tại sao chúng ta lại để bọn họ đi? Con khốn Dương Quan Quan đó đã đánh cháu thành ra thế này. Tiết Chân im lặng với khuôn mặt lạnh lùng. Tiết Quý đau lòng nói, còn nữa, không phải bác muốn để cháu đến tiệc đính hôn tìm việc sao? Cháu hiện tại bị đánh, bác còn không cho cháu báo thù, huống chi là giúp cháu ra mặt. Tiết Chân lắc đầu, nói, bác nói cho cháu biết trước, đừng chọc giận Dương Quan Quan cùng cái kia tên Tề Đẳng Nhàn kia, nếu không, cháu mất mạng, đừng trách bác không nhắc nhở. Tiết Quý chỉ cảm thấy rất không muốn và muốn hỏi một số lý do, nhưng bác Quý Chân của anh đã ngậm miệng và không nói với anh ấy bất cứ điều gì. Trong sảnh tiệc của khách sạn Thiên Địa, có thể nói là mọi người ra ngoài uống trà giải nhiệt, vừa rồi còn náo nhiệt như vậy, nhưng bây giờ lại vắng vẻ. Để mô tả nó như một mớ hỗn độn đã được coi là tốt. Đưa em ấy đi bệnh viện lập tức, Dương Tĩnh sắc mặt âm trầm nói. Diệp Phi Lưu nói, em gái cậu tự chuốc họa vào thân, vừa rồi Dương Quan Quan sử dụng xương cốt bí thuật thuộc về vặn lưng vặn nắm tay bí thuật, xương gãy liền không thể nối lại được. Sau khi nghe điều này, gương mặt Dương Tĩnh càng khó coi hơn. Nhưng Diệp Phi Lưu nói, đừng nghĩ rằng lời nói của tôi không tốt, chúng ta trước tiên là con người. Và sau đó chúng ta có các trại khác nhau. Làm người, nhất định phải hiểu được cơ bản nhất lễ phép, liêm sỉ, vượt qua ranh giới cuối cùng, cậu không xứng làm người. Cô ấy đã kết thúc như thế này, thành thật mà nói, tôi chắc chắn không cảm thấy tiếc. Dương Tĩnh lạnh lùng nói, bài phát biểu của chủ khảo Diệp thực sự rất hay, mộ bộ một bộ. Diệp Phi Lưu thờ ơ nói, tôi sẽ đuổi Tề Đẳng Nhàn ra khỏi bộ chính trị. Một khi mất đi thân phận, cậu muốn đối phó với hắn như thế nào ở Thượng Hải là tùy thuộc vào cậu. Dương Tĩnh tức giận nói, tôi hy vọng giám khảo Diệp có thể làm theo những gì anh nói. Như Diệp Phi Lưu đã nói, không hề thông cảm cho những gì đã xảy ra với cô ấy. Vâng, nhiều cuộc đấu tranh tiêu tốn hết sức lực, nhưng là một con người, phải luôn có điểm mấu chốt của riêng mình. Vì chút tài sản gia đình ít ỏi đó mà cô ta đi đào mộ chú mình. Thậm chí còn bốc cả cho cốt của chú, làm chuyện như vậy không sợ sét đánh sao? Nếu Lão Thiên không đến đón nhận em, sẽ rất tiếc. Dương Tĩnh bây giờ cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Dương Quan Quan có Tề Đẳng Nhàn để hỗ trợ cô ta, cực kỳ kiêu ngạo, khi cô ta thực sự chết, 1/3 tài sản có thể thực sự được chia. Lý do tại sao Dương gia là gia tộc số 1 ở Thượng Hải là vì họ có quyền lực và giàu có. Nhưng sau khi phân chia 1/3 tài sản, tất yếu sẽ trở nên suy yếu, đến lúc đó hai đại gia tộc khác là Tiết gia và Trịnh gia sẽ lợi dụng kẽ hở, cục diện sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Vì vậy, Dương Quan Quan phải chết. Nhưng trước đó, phải diệt trừ tai họa của Tề Đẳng Nhàn, nếu không Dương gia vĩnh viễn không được bình yên. Sau khi xử lý xong Dương Phỉ Phỉ, cô định làm gì tiếp theo? Đi ra khỏi khách sạn. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp mở miệng hỏi Dương Quan Quan. Dương Quan Quan lại có hơi mờ mịt, lần này cô ta trở lại Thượng Hải, nói là muốn tìm nhà họ Dương báo thù, nhưng trên thực tế, phải báo thù như thế nào thì cô ta cũng không biết rõ ràng. Cho đến khi Dương Phỉ Phỉ làm ra những chuyện đó, khiến cô ta phẫn nộ, cô ta mới có mục tiêu xử lý Dương Phỉ Phỉ, làm cho Dương Phỉ Phỉ phải sám hối cả đời. Hiện tại, mục tiêu này đã đạt thành. Cô ta liền trở nên mờ mịt. Xét đến cùng, bởi vì cô ta là một cô gái tâm địa thiện lương, không độc ác như Dương Phỉ Phỉ, nếu không thì hiện tại cô ta đã có một bụng ý tưởng đối phó nhà họ Dương như thế nào.
Từ Ngạo Tuyết ở một bên nhàn nhạt nói, đương nhiên là chờ Dương lão gia tử mất, sau đó lấy gia sản được chia cho, tiếp theo có thể thử liên thủ cùng nhà họ Tiết, đánh cho toàn bộ nhà họ Dương trực tiếp rơi xuống hàng ngũ gia tộc hạng 2, hạng 3. Dù sao, cô được chia tiền, nhà họ Dương sẽ luôn ghi hận cô. Cho nên, phải làm thì làm cho triệt để luôn đi. Hoặc là, đến lúc đó để cô nắm giữ toàn bộ nhà họ Dương. Ánh mắt của thiên nữ đế đô như Từ Ngạo Tuyết đúng là không tầm thường, tựa như một câu đánh thức người trong mộng nhắc nhở Dương Quan Quan. Dương Quan Quan gật đầu nói, không sai, cô nói không sai. Tôi phải cảm ơn cô vì đã đề xuất con đường cho tôi. Từ Ngạo Tuyết lạnh nhạt nói, không cần cảm ơn tôi, bởi vì tôi cũng rất khó chịu với đám rác rưởi nhà họ Dương. Nếu muốn báo thù, vậy hẳn là đã có mạch suy nghĩ tương đối rõ ràng, không nên giống như một con ruồi nhặng không đầu đâm lung tung. Lập kế hoạch, vĩnh viễn là điều quan trọng nhất. Tề Đẳng Nhàn nghe những lời này của Từ Ngạo Tuyết, không khỏi sờn tóc gáy, lạnh hết cả sống lưng. CMN, không phải trong lòng người phụ nữ này đã có kế hoạch báo thù hắn như thế nào rồi chứ? Hai lần lửa đạn liên miên trong phòng hóa trang lần trước, không phải cũng là một phần trong kế hoạch của cô ta chứ? Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy da đầu cũng lạnh hết cả lên, luôn cảm thấy người phụ nữ Từ Ngạo Tuyết này quá nguy hiểm. Sau khi Từ Ngạo Tuyết nói xong lời này, còn bất thình lình liếc mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, hắn thấy được thì không khỏi run rẩy, trời mới biết người phụ nữ này đang ấp ủ suy nghĩ xấu xa nào. Hiện tại nghĩ đến, Tề Đẳng Nhàn đã không có gì có thể uy hiếp được Từ Ngạo Tuyết. Trước đây ở Trung Hải có thể ăn cô ta đến gắt gao là bởi vì trong tay hắn nắm giữ quyền sinh sát tập đoàn Từ Thị, nếu hắn không thoải mái thì có thể khiến cho tập đoàn Từ Thị trực tiếp đóng cửa. Về sau, lại là vì Từ Ngạo Tuyết bị Tiết Cương ám sát, suýt nữa tiêu đời, có thể nói mạng nhỏ bị Tề Đẳng Nhàn nắm trong lòng bàn tay. Nhưng hiện tại, những thứ có thể uy hiếp càng ngày càng ít. Điều tiếp theo mình cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi. Trong khoảng thời gian này nhân tiện làm bản thân mạnh mẽ hơn, về sau cũng có thể chắc chắn hơn một ít. Dương Quan Quan nghĩ thầm trong lòng, hơi hơi nắm chặt nắm tay, cảm thấy rất có lòng tin. Tề Đẳng Nhàn thấy Từ Ngạo Tuyết còn đi theo bọn họ, nhíu mày nói, cũng ra ngoài rồi, cô còn đi theo tôi làm gì? Từ Ngạo Tuyết nhàn nhạt nói, vì tránh cho nhà họ Dương trả thù tôi, tạm thời đi theo bên cạnh anh cũng tương đối tốt. Chờ cho chuyện này yên lặng hơn một chút. Tôi sẽ về lại đế đô. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, nhà họ Triệu bảo cô đính hôn với Dương Tĩnh, kết quả chuyện này lại bị phá hỏng, cô sẽ không được tốt lành chứ gì. Tôi không có gì không tốt lành cả, nhà họ Triệu sẽ không tính chuyện này lên đầu tôi, mà sẽ tính món nợ này lên người anh. Tôi chỉ là một người phụ nữ yếu ớt, bị tên cặn bã như anh bắt nạt, tôi có thể làm cái gì? Từ Ngạo Tuyết nhàn nhạt hỏi ngược lại. Tiếp theo. Khảo hạch của anh là phần khó của phần khó. Nếu anh thất bại, như vậy, anh và Dương Quan Quan hơn phân nửa đều sẽ phải chết ở Thượng Hải. Tuy rằng nhà họ Dương không có gì bản lĩnh, nhưng rốt cuộc cũng tiền nhiều người nhiều, lấy tiền mua kẻ ác, dựa vào người cũng có thể đè chết anh, Thượng Hải này, kẻ liều mạng không muốn sống có quá nhiều. Từ Ngạo Tuyết rất nhanh liền chuyển đề tài trò chuyện đi, nói sang chuyện khảo hạch của Tề Đẳng Nhàn. Hiện tại, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào trận khảo hạch này, những người khác căn bản không quan trọng, đều là vai phụ, quan trọng là khảo hạch của hắn. Một khi khảo hạch của hắn thất bại, như vậy, tất nhiên Phó Phong Vân sẽ không có sắc mặt tốt, thế lực nhà họ Triệu cũng sẽ liên tiếp tấn công. Mà hắn mất đi hào quang chuẩn tướng, vậy thì nhà họ Dương cũng sẽ có thể không kiêng nể gì ra tay. Tề Đẳng Nhàn bảo hai người Lão Đồ Tể và Dạ Ma tiêu diệt tổ chức sát thủ tên Giang Lưu. Có tác dụng dung cây dọa khỉ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không gặp phải thủ đoạn âm hiểm nào. Nhưng chuyện này không thể làm một mẻ, khỏe suốt đời, rất nhiều người đều sẹo lành quên đau, huống chi còn có ích lợi cách xù làm tiền đề. Tề Đẳng Nhàn lại mặt không biểu tình nói, tôi nói sẽ đánh bay hết hàm răng của Diệp Phi Lưu, những lời này, nói được thì làm được. Dương Quan Quan có chút hưng phấn nói, đến lúc đó tôi sẽ đi theo để xem. Có thể xem náo nhiệt, mở rộng tầm mắt, sao lại không đi chứ? Không bằng giúp tôi một việc trước đã, Từ Ngạo Tuyết nói với Tề Đẳng Nhàn. Hả, Tề Đẳng Nhàn nhíu nhíu mày, tôi từ chối,
Trong bụng cô chắc chắn đang ấp ủ suy nghĩ xấu xa, cô quá nguy hiểm. Từ Ngạo Tuyết lại nhẹ nhàng kéo kéo chiếc khăn lụa trên cổ mình, dịu dàng nói, vậy thì chỉ có thể để Dương Tiểu Thư nhìn thấy dấu vết bị chó gặm trên cổ tôi thôi. Tề Đẳng Nhàn tức giận đến suýt chút nữa chết ngay tại chỗ, người đàn bà này thật hạ tiện. Hiển nhiên, Từ Ngạo Tuyết vì để trả thù trước đây Dương Tĩnh đột phá điểm mấu chốt của cô ta, hiện tại phong cách làm việc thay đổi lớn, có hơi không kiêng nể gì. A ha ha, cô nói nghe thử xem, rốt cuộc chúng ta cũng là bạn bè, hơn nữa hôm nay cô cũng ra tay giúp chúng tôi đối phó nhà họ Dương, có thể giúp tôi sẽ tận lực giúp. Tề Đẳng Nhàn tỏ ra nghĩa chính ngôn từ nói, dáng vẻ núi đao biển lửa không chối từ. Từ Ngạo Tuyết nhìn thấy hắn bày ra dáng vẻ đạo mạo thì nhìn không được mà cười lạnh, muốn đấm vào mặt hắn hai cái. Từ Ngạo Tuyết cười nói, giúp tôi liên lạc với Trần Ngư, bảo nhà họ Trần giúp đỡ. Tôi muốn đến Nam Dương tiếp quản công việc của nhà họ Triệu. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn không khỏi thay đổi, tuy rằng Trần Ngư cố ý quậy đục nước, thậm chí thả cá mập như tài phiệt thượng tinh vào bàn, nhưng mà hắn không muốn cho phần tử nguy hiểm Từ Ngạo Tuyết cũng gia nhập vào. Chuyện này không thể được, Tề Đẳng Nhàn hạ giọng, trầm giọng nói. À, Từ Ngạo Tuyết cười như không cười gật gật đầu, nói, anh xác định muốn từ chối tôi sao? Tề Đẳng Nhàn nói. Làm như vậy, với tôi không có chỗ tốt. Từ Ngạo Tuyết nói, có lẽ đối với anh không có chỗ nào tốt, nhưng đối với nhà họ Triệu cũng sẽ không có chỗ tốt. Thời khắc mấu chốt, tôi sẽ đâm sau lưng nhà họ Triệu một cái, chuyện này, đối với anh mà nói thì thế nào? Tề Đẳng Nhàn nghe đến đó, cảm thấy có chút thú vị. Cho dù Từ Ngạo Tuyết tiếp tục uy hiếp hắn, hắn cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý cho cô ta đến Nam Dương. Nhưng hiện tại, Từ Ngạo Tuyết nói, thời khắc mấu chốt sẽ đâm sau lưng nhà họ Triệu một cái, điều này làm hắn cảm thấy hứng thú. Với sự hiểu biết của hắn về tính tình có thù tất báo của Từ Ngạo Tuyết, lời này cũng không phải chỉ là nói cho có, nhà họ Triệu từ trên cao nhìn xuống an bài vận mệnh của cô ta, đối với cô ta mà nói, đã là một loại sỉ nhục. Dương Tĩnh sỉ nhục cô ta như thế nào? Kết quả hôm nay hắn có kết cục gì? Hắn không khỏi suy nghĩ. Để Từ Ngạo Tuyết đi Nam Dương, vậy thì sẽ tương đương với rồng về biển rộng, thả hổ về rừng. Cuối cùng Tề Đẳng Nhàn vẫn quyết định đồng ý với Từ Ngạo Tuyết, bởi vì hắn biết rõ Từ Ngạo Tuyết là một kẻ tàn nhẫn. Có lẽ, thời điểm lại đối chọi lần nữa trong tương lai, muốn giải quyết hoàn toàn cô ta sẽ vô cùng khó khăn, nhưng cô ta đâm sau lưng nhà họ Triệu một cái kia cũng tuyệt đối là phi thường chí mạng. Còn nữa chính là... Hắn tin tưởng năng lực khống chế Nam Dương của Trần Ngư, nhà họ Trần dù sao cũng ăn sâu bén rễ, cho Từ Ngạo Tuyết đến đó quấy đục nước cũng có sao đâu. Hơn nữa, hắn cũng có lòng tự tin vô cùng lớn vào vũ lực của bản thân. Anh đúng là một người có hiểu biết, Từ Ngạo Tuyết không khỏi cười cười, nói. Tôi khuyên cô tốt nhất nên từ bỏ suy nghĩ đối địch với tôi, bởi vì, cô không phải là đối thủ của tôi. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười đáp lại nói. Từ Ngạo Tuyết nói, vậy thì chưa biết được, nói không chừng 2-3 năm sau, anh đến quỳ xuống hôn chân tôi, cầu xin tôi tha thứ cho anh, để anh được sống sót. Tề Đẳng Nhàn đen mặt nói, tôi không thích chân, tôi thích đùi. Biểu tình trên mặt Từ Ngạo Tuyết cứng đờ, thật muốn vả hai phát vào miệng con hàng này, đúng là miệng chó không phun ra được ngà voi. Một hàng ba người đến nhà Dương Quan Quan, sau đó, Tề Đẳng Nhàn gọi điện thoại liên hệ với Trần Ngư. Trò chuyện với cô ấy chừng nửa giờ đồng hồ. Trần Ngư hiện tại đang ước gì nước ở Nam Dương càng đục càng tốt, đối với chuyện cho người tạm thời không có lực sát thương gì như Từ Ngạo Tuyết tiến vào, tỏ vẻ không có bất kỳ ý kiến gì. Tôi đã nói chuyện rồi, Trần Ngư biết làm việc, đến lúc đó cô nắm lấy cơ hội là có thể đến được Nam Dương. Tề Đẳng Nhàn nói. Nhà họ Triệu muốn thông qua mua lại mỏ quặng mà nhà họ Trần đã khai thác gần như hoàn toàn để tiến vào địa bàn Nam Dương. Tề Đẳng Nhàn đã sớm cùng đám người Trần Ngư đạt thành nhận thức chung về chuyện này, cho nhà họ Triệu vào. Mà việc Từ Ngạo Tuyết phải làm, chính là trở thành người phát ngôn của nhà họ Triệu ở Nam Dương. Năng lực của cô ta tất nhiên là vô cùng xuất sắc, sẽ mang đến uy hiếp, nhưng đồng thời cũng đã đáp ứng vào thời khắc mấu chốt sẽ đâm sau lưng nhà họ Triệu. Từ Ngạo Tuyết phảng phất như thở dài một hơi, nói, được, chuyện này, tôi phải cảm ơn anh. Không gian phát triển của cô ta ở trong nước đã tới cực hạn, bởi vì chuyện tập đoàn Từ Thị thất bại,
tài nguyên đều bị cô ta dùng hết sạch, hơn nữa hôm nay nhà họ Dương gây náo loạn, thanh danh của cô ta cũng có thể mang đi quét rác. Muốn tiếp tục ở Hoa Quốc phát triển đến quy mô như trước đây, có thể nói là chuyện nghìn lẻ một đêm. Cho nên, chuyển hướng ra hải ngoại, tới Nam Dương hỗn loạn, là một lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ. Cô định cảm ơn tôi như thế nào? Tề Đẳng Nhàn lại cười lạnh nói. Hay là buổi tối hôm nay tôi không khóa cửa phòng? Từ Ngạo Tuyết cười như không cười nói. Tề Đẳng Nhàn nghe xong lời này lại chỉ muốn đánh cô ta một trận, nếu thật sự làm như vậy, về sau đừng bao giờ nghĩ có được sắc mặt tốt của Dương Quan Quan. Có một số việc, mọi người biết thì biết, nhưng không thể đặt lên mặt bàn. Sau một hồi, Tề Đẳng Nhàn mới không vui nói, Từ Ngạo Tuyết, cô đúng là cái đồ tiện nhân, thứ hạ tiện. Từ Ngạo Tuyết nói, nếu tôi không tiện, sao có thể ở trong buổi tiệc đính hôn nói như vậy? Sao có thể vào đêm trước tiệc đính hôn làm sằng bậy trong phòng hóa trang với anh? Đúng vậy, tôi chính là thứ hạ tiện, về sau nói không chừng còn sẽ tiếp tục dùng phương thức như vậy để đi đổi càng nhiều tài nguyên hơn đấy. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn càng đen, nói, nếu cô dám để cho người đàn ông khác chạm vào cô một chút, lần sau nếu cô thua ở trong tay tôi sẽ trực tiếp lấy mạng cô. Từ Ngạo Tuyết âm dương quái khí nói, ôi ôi ôi, dục vọng chiếm hữu thật mạnh nha. Tôi cũng không phải là người phụ nữ của anh, phát sinh quan hệ với người nào thì có quan hệ gì với anh. Tề Đẳng Nhàn lười phản ứng lại, dù sao cũng đã nói rõ với Từ Ngạo Tuyết những lời cần nói. Đối với hành vi ăn vạ này của Từ Ngạo Tuyết, Tề Đẳng Nhàn tỏ vẻ thực ghê tởm. Bởi vì, tính cách của người phụ nữ này hiện tại thay đổi rất lớn, trước kia tránh hắn còn không kịp. Nhưng hiện tại thì sao, thường xuyên cố ý khiêu khích và dụ dỗ. Sở dĩ cô ta làm như vậy, tất nhiên là bởi vì Dương Quan Quan ở trong nhà, có Dương Quan Quan ở đây thì Tề Đẳng Nhàn không có khả năng làm ra chuyện gì quá đáng. Mà bởi vì có cô ta đây, Dương Quan Quan tất nhiên cũng muốn duy trì sự rụt rè, không có khả năng có cử chỉ thân thiết quá mức với Tề Đẳng Nhàn. Một đêm này cũng không yên bình, đương nhiên chỉ là đối với nhà họ Dương mà nói. Biến cố trong tiệc đính hôn của Dương Tĩnh làm cho bọn họ trở tay không kịp, đồng thời, chuyện Dương Phỉ Phỉ bị Dương Quan Quan phế bỏ cũng làm cho tâm trạng của bọn họ càng thêm nặng nề. Nhưng người ngoài lại không có một ai thương cho Dương Phỉ Phỉ, bởi vì cô ta làm việc quá không nói điểm giới hạn, không màng luân thường đạo lý, ngay cả mộ phần của chú ruột nhà mình cũng có thể đào lên được, còn có chuyện gì là cô ta không làm được. Anh cả, anh nhất định phải báo thù cho em đấy, hu hu hu. Bác sĩ nói tay chân của em đều không nối được, về sau chỉ có thể làm một kẻ tàn phế, em không cam lòng, em thật muốn đi chết luôn cho rồi. Dương Phỉ Phỉ nằm trên giường bệnh, khóc lóc thảm thiết. Dương Tĩnh lại thở dài, nói trước khi em làm những chuyện đó, tại sao không thương lượng với mọi người một chút, lại tự mình quyết định. Lần này em thật sự quá đáng quá rồi, mọi người muốn ra mặt giúp em cũng không có biện pháp. Không phải em cũng chỉ muốn tốt cho nhà họ Dương thôi sao? Nếu có thể ép chết Dương Quan Quan, gia sản nhà chúng ta sẽ không cần chia ra một phần. Hiện tại các thế lực lớn đối với chúng ta như hổ rình mồi, nếu thật sự phân một phần gia sản ra ngoài, nhà họ Dương chúng ta sẽ cách ngày lụn bại một khoảng không xa. Huống chi, cái loại tiện chủng như Dương Quan Quan làm sao mà xứng với số tài sản này? Cha cô ta cũng chỉ là một thằng đần, em làm cũng đã làm. Có cái gì để giải thích? Cảm xúc của Dương Phỉ Phỉ có hơi quá khích, đồng thời, cô ta vẫn luôn chết cũng không hối cải, cảm thấy bản thân không hề làm sai chút nào, hoàn toàn là vì tốt cho nhà họ Dương. Dương Tĩnh lại sắc mặt phức tạp, hơi hơi lắc lắc đầu, tuy rằng cậu ta đồng tình với Dương Phỉ Phỉ, nhưng cũng có chút bực bội đối với chuyện cô ta đã làm ra. Sự tình đã truyền đi, hiện tại thanh danh nhà họ Dương có thể nói là đã bại hoại tới cực điểm. Những điều này đều nhờ hành động ngu xuẩn của Dương Phỉ Phỉ ban tặng. Anh cả, anh phải báo thù cho em đó, hu hu hu, em thật sự không muốn sống nữa. Dương Phỉ Phỉ khóc giống nói. Dương Tĩnh thở dài, nói em yên tâm, chờ sau khi đá được thứ ngáng đường Tề Đẳng Nhàn ra, Dương Quan Quan cũng sẽ chẳng làm nên được trò trống gì. Anh sẽ khiến cô ta chết trước mặt em, anh bảo đảm. Dương Phỉ Phỉ cắn răng nói, Tề Đẳng Nhàn cũng phải chết. Dương Tĩnh lạnh nhạt nói, nếu hắn không thể qua được khảo hạch của mình, đón chờ hắn cũng là đường chết.
Giám khảo chính Diệp Phi Lưu là cao thủ lợi hại nhất anh từng được thấy. Ba phó giám khảo còn lại lần lượt là Diệp Thành, Bạch Liễu, Chiêm Tinh, ba người này cũng là đại cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhà họ Triệu đặc biệt chọn ra đội hình giám khảo này chính là để ngăn cản Tề Đảng Nhàn ngoài cửa lớn của ban chính trị. Dương Phỉ Phỉ kinh hô, Diệp Thành, là Diệp Thành luyện cửu cung kiếm ư. Là kiếm thần đã từng một người một kiếm vượt qua bờ đông đến Kiệt Bành, đạt được chiến tích thắng 26-1 thua. Dương Tĩnh nói, không phải ngài ấy thì còn có thể là ai? Hai người Bạch Liễu và Chiêm Tinh còn lại, tuy rằng thanh danh không lớn bằng ngài ấy, nhưng bản lĩnh lại là không hề thua kém. Về phần Hào Long Đảm Diệp Phi Lưu, vậy càng không cần phải nói. Hào Long Đảm là tên hiệu của Diệp Phi Lưu, bởi vì cây súng lớn trong tay hắn ta tên Hào Long Đảm. Nhà họ Triệu lúc này đây, thật sự vô cùng nghiêm túc xử lý việc này. Nghe nói hôm nay anh gặp mặt Tề Đảng Nhàn, như thế nào? Một người đàn ông trung niên ngồi trước mặt Diệp Phi Lưu, nhàn nhạt hỏi, trong tay ông ta là một thanh cửu cung kiếm. Diệp Phi Lưu nói, tính tình giống hệt người cha của hắn, sát khí rất kinh người, thân thủ không yếu, rất dễ dàng liền đánh bại được Mã Tây Long quán quân ba giới trước đây của chiến khu Bạch Hổ. Diệp Thành liền kinh ngạc nói, tôi có biết người tên Mã Tây Long này, luyện ngạnh thái cực. Một tay ngũ tinh chủy vô cùng lợi hại, có thể nói là bá đạo đến cực điểm. Vậy mà hắn lại dễ dàng bị đánh bại. Diệp Phi Lưu nói, Tề Đảng Nhàn này, trời sinh thần lực, quyền kình cương mãnh kinh khủng. Mã Tây Long cho rằng chiêu hắn dùng là bát quái trưởng âm nhu, bị dẫn quyền kình ra, nào biết rằng thật ra đối phương luyện chính là song hoán trưởng, chiêu hắn dùng là đại khai đại hợp, một lát sau quyền kình liền bị áp chế, cuối cùng bị thua cũng là bình thường. Diệp Thành nói như vậy, Tề Đảng Nhàn này không những dũng mãnh hơn người, mà còn là người rất có đầu óc. Diệp Phi Lưu hơi hơi gật gật đầu. Lần trước đồ đệ của tôi Lôi Cuồng cũng từng gặp hắn một lần, xảy ra xung đột, cuối cùng nghe nói ngay cả kiếm cũng chưa rút ra. Diệp Thành nói, Lôi Cuồng, đó là Bảo Tiêu trước đây hướng Đông Tinh mời đến, cũng luyện cửu cung kiếm, người hắn ta bái sư đúng là Diệp Thành. Một lần thất bại kia, có thể nói là đã làm cho Lôi Cuồng tâm như cho tàn, luyện cửu cung kiếm nhiều năm như vậy, ở trước mặt người ta, vậy mà ngay cả năng lực rút kiếm cũng không có, khiến cho hắn ta vô cùng mất tinh thần. Trời sinh thần lực, tôi thích so chiêu với người có sức lực lớn. Vào ngay lúc này, một người phụ nữ đi ra, dung mạo thường thường, cắt mái tóc ngắn, nhưng trên người lại có một khí thế hào hùng. Diệp Thành nói, Bạch Liễu. Thái cực quyền nhu kình của cô nếu nói thứ hai thì không ai dám nói mình thứ nhất. Lấy nhu thắng cương, thật ra cũng không phải không thể, chẳng qua, Tề Đảng Nhàn này không đơn giản là chỉ dùng chiêu thức bá đạo. Diệp Phi Lưu gật đầu nói, không sai, khả năng chuyển hóa kinh lực của hắn, không chậm chạp chút nào, có thể nói là cao thủ cấp bậc đại tông sư. Một chiêu lưỡi trâu cuộn cỏ của hắn có thể ném văng Mã Tây Long ra xa. Sau khi nói xong lời này, có một người đàn ông mặc tây trang đi vào, đưa đến một cái USB. Đây là video tôi đặc biệt bảo nhân viên công tác của khách sạn Thiên Địa đưa tới, mọi người có thể nhìn xem, nghiên cứu một chút. Diệp Phi Lưu nghiêm túc nói. Bạch Liễu nhíu mày, nói, sao Chiêm Tinh còn chưa tới? Gã này phô trương như vậy sao? Tôi đã đến rồi. Một âm thanh từ trên nóc nhà vang lên. Bạch Liễu vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một người đàn ông treo ngược trên xà nhà, điều này làm cho cô ta không khỏi ngạc nhiên. Biết khinh công của anh giỏi rồi, không cần thể hiện như vậy đâu. Diệp Thành nhàn nhạt cười, nói. Diệp kiếm thần, tôi đã sớm nói với anh rồi, bái tôi làm thầy, học yến tử công của tôi, phối hợp với cửu cung kiếm linh động của anh, đợi một thời gian nữa, thiên hạ vô địch. Hai chân Chiêm Tinh nhún một cái, cả người liền phóng ra ngoài. Như một con thằn lằn lớn bám vào cột chịu lực. Hắn ta đầu dưới chân trên, dùng một tư thế vô cùng quái dị bò từ cột chịu lực xuống, sau khi rơi xuống đất, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, thả người nhảy lên một cái liền đến trước bàn. Diệp Phi Lưu làm giám khảo chính, tất nhiên phải thể hiện một chút khí thế, hắn ta ho khan một tiếng, mọi người đều ngừng nói cười. Xem video đi, tuy rằng tôi đã xem qua ở hiện trường, nhưng vẫn nên cùng mọi người xem lại một lần. Tề Đảng Nhàn này thật sự rất đáng để nghiên cứu, mọi người không nên khinh địch. Diệp Phi Lưu nghiêm túc nói. Được, để tôi xem.
Bạch Liễu gấp không chờ nổi nói. USB cắm vào laptop, sau đó chiếu lại đoạn phim lên trên màn hình. Chiêm Tinh nhịn không được cảm khái nói, xã hội cũng không phát triển truyền tin, một số cao thủ sau khi luyện ra được sát chiêu thường thường cất giấu, cho dù dùng trước mặt mọi người đánh chết người, trong vòng 2-3 năm cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác tìm được phương pháp phá giải. Nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, có video, thậm chí có thể tạo ảnh động theo phương thức frame by frame để phân tích chiêu thức của đối thủ, cái này đối với võ học mà nói, cũng coi như là một kiểu tiến bộ đúng không? Bạch Liễu nói, đúng là tiến bộ thật, nhưng mà, có một số thứ, cho dù anh có phân tích ra được nhưng cũng không học được đâu. Diệp Phi Lưu click mở video, nói, đây là hình ảnh đồ đệ của hắn so chiêu với Mã Tây Long. Đồ đệ của hắn cũng tạm được, chỉ có thể tính là bình thường. Bạch Liễu sau khi xem khinh thường nói. Bỏ qua đọc chương tiếp theo bạn nhé. Nếu tôi nói đồ đệ của hắn mới tập võ trong vòng nửa năm thì sao? Diệp Phi Lưu liếc mắt nhìn Bạch Liễu một cái, bình tĩnh nói. Sau khi Bạch Liễu nghe được lời này, thân thể bỗng nhiên run run, khiếp sợ nói cái gì? Trong vòng nửa năm liền đạt đến trình độ này, anh nói đùa cái gì vậy? Diệp Thành lại tấm tắc ngợi khen, nói, võ học kỳ tài, đại khái cũng có chuyện như vậy đi, hắn thật may mắn, thu nhận được một đồ đệ như vậy. Đây là hình ý phải không, tuy rằng hiện tại còn kém cường nhân ý, nhưng cũng có thể nhìn ra được chút ít, có công phu. Chiêm Tinh nói. Diệp Phi Lưu nói, tiếp theo mở hình ảnh Mã Tây Long so chiêu cùng hắn. Sau khi xem xong video, mọi người đều lâm vào trầm mặc, hiển nhiên. Tề Đẳng Nhàn còn hiếu thắng hơn nhiều so với suy nghĩ của bọn họ. Mã Tây Long dùng ngạnh thái cực đả thương đồ đệ của hắn, sau đó hắn liền dùng phương pháp du tẩu chiến đấu dụ dỗ Mã Tây Long cảm thấy hắn không dám cứng đối cứng, lần này dẫn ra toàn thân quyền kình của Mã Tây Long, tất cả bộc phát trong một chiêu trùng thiên pháo này. Diệp Phi Lưu nói, hình ảnh sau đó, mọi người đều thấy được. Chiêm Tinh sắc mặt kỳ lạ chỉ vào màn hình, nói, đây là thân pháp gì? Tại sao trước nay chưa từng thấy qua? Có hơi giống kỹ thuật ôm quật ngã trong UFC, nhưng lại không giống hoàn toàn, chắc là tự nghĩ ra. Diệp Thành kiến thức rộng rãi, lắc đầu nói. Diệp Phi Lưu nói, đã xem xong rồi, tổng kết một chút đi, đối phó hắn như thế nào? Bạch Liễu nói, tôi xung phong đi, quyền pháp của hắn cương mãnh, tôi dùng thái cực quyền tiêu hao thể lực của hắn một chút. Nói thật thì, tôi không phải đối thủ của hắn. Bởi vì, đối mặt với Mã Tây Long, tôi không dám nói nhất định có thể thắng. Diệp Phi Lưu gật gật đầu, nói tôi cũng nghĩ như vậy. Diệp Thành nói, tôi là người thứ hai, tôi dùng kiếm, trong tay có binh khí, lực sát thương mạnh hơn nhiều, nói không chừng sau đó mọi người sẽ không cần ra tay nữa. Diệp Phi Lưu nói, có thể. Vậy tôi là người thứ ba, nếu Diệp Kiếm Thần cũng thua, chắc chắn tôi đánh không lại. Nhưng mà thân pháp của tôi tốt, chơi mèo vờn chuột cùng hắn, có thể làm hao phí càng nhiều thể lực của hắn. Chiêm Tinh cười, nói. Diệp Phi Lưu nói, thế thì tôi sẽ áp trận. Mọi người đều không có ý kiến về cách sắp xếp này, Diệp Phi Lưu là người có công lực thâm hậu nhất trong mấy người bọn họ, để hắn ta áp trận, đánh với Tề Đẳng Nhàn bị bọn họ tiêu hao hết thể lực, phần thắng càng cao. Khảo hạch lần này, mọi người đều dùng toàn lực đi, không cần giấu giếm. Đánh không lại thì tiêu hao, đánh thắng được thì tranh thủ đánh bại hắn. Diệp Phi Lưu trầm giọng nói. Đã rõ, ba người đều đứng thẳng người, biểu tình nghiêm túc gật gật đầu. Diệp Phi Lưu nói, trên thực tế, vì bảo đảm hắn bị loại, nhà họ Triệu thậm chí mời tới Triệu lão tiền bối. Ba người ngạc nhiên, nói, vậy lão tiền bối đâu? Bị bố hắn đánh trọng thương, về đế đô dưỡng thương rồi. Diệp Phi Lưu mặt không biểu tình nói. Cái tên điên tề bất ngữ này. Ba người không khỏi sởn tóc gáy, nhớ tới đêm máu chảy thành sông ở đế đô kia đều sợ hãi trong lòng. Tề Đẳng Nhàn không biết bản thân vậy mà lại được coi trọng như vậy, ba vị giám khảo và một vị giám khảo chính vào đêm trước khảo hạch phải cố ý đi phân tích video hắn giao chiến cùng Mã Tây Long. Nhưng mà, đối với chuyện khảo hạch lần này, hắn cũng không gấp gáp. Bởi vì hắn chỉ cần ở ban chính trị một ngày, cho dù chỉ là chiếm một vị trí ăn không ngồi rồi cũng có thể làm cho nhà họ Triệu ghê tởm đến không chịu nổi. Nếu như hoàn thành khảo hạch,
mặc kệ là làm được hay không, đều sẽ khiến nhà họ Triệu cảm thấy trong lòng có một cục đá rơi xuống. Dù sao kỳ hạn khảo hạch còn dư lại mấy ngày nay quản mẹ nó nhiều như vậy làm gì, gạt kia vài vị giám khảo kia sang một bên rồi nói tiếp. Trên thực tế, Ngọc Tiểu Long cũng rất nóng vội, rốt cuộc thì chuyện này vẫn luôn kéo dài, mọi người khó tránh khỏi sẽ vì hắn mà lo lắng đề phòng. Đối với Từ Ngạo Tuyết vẫn luôn ăn vạ trong nhà Dương Quan Quan, chuyện này làm cho Tề Đẳng Nhàn vô cùng không thoải mái. Hơn nữa người phụ nữ này còn tác oai tác quái, sau khi đột phá giới hạn cuối cùng liền không còn hạn chế gì, cả ngày mặc cái váy ngắn đến khoa trương, phối với vớ đen cùng các loại giày cao gót lắc qua lắc lại trước mặt hắn, thỉnh thoảng nói ra mấy lời như lang như hổ, ngữ điệu khiêu khích. Nếu không phải ở trong nhà Dương Quan Quan thì Tề Đẳng Nhàn thật ra rất vui vẻ để Từ Ngạo Tuyết làm như vậy, rốt cuộc, hắn lúc nào cũng có thể mang súng phóng tên lửa ra chỉnh đốn cô ta. Nhưng ở chỗ này thì không được, thậm chí vào thời điểm Dương Quan Quan ở cùng hắn cũng sẽ rất sụt rè, làm cho hắn cảm giác phảng phất như một đêm về lại trước giải phóng. Mẹ nó, Từ Ngạo Tuyết, chờ sau này lại có cơ hội, tôi nhất định phải chơi chết cô. Tề Đẳng Nhàn hung tợn suy nghĩ trong lòng. Ở chỗ này, hắn tất nhiên không thể ra tay với Từ Ngạo Tuyết được, hơn nữa, Dương Quan Quan cũng ngại vì còn có người ngoài. Vì thế, Tề Đẳng Nhàn cũng chỉ có thể làm hòa thượng, tự bản thân mình nén giận. Nhưng mà cũng may là hắn mỗi ngày đều dạy Dương Quan Quan luyện quyền, bản thân hắn cũng có thể thông qua luyện quyền để thư giãn một chút, khiến hắn không nghĩ tới chính là, lần luyện tập này, hình như công lực lại có tiến bộ thì phải. Càng làm cho Tề Đẳng Nhàn khó chịu chính là, Dương Quan Quan lại còn rất thích Từ Ngạo Tuyết, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ giao lưu cùng cô ta, từ chỗ cô ta học tập kinh nghiệm trên thương nghiệp và năng lực khống chế đại cục. Rốt cuộc vào một ngày, Từ Ngạo Tuyết nhận được một cuộc điện thoại, người nhà họ Triệu gọi cô ta về đế đô. Hiển nhiên, bên nhà họ Trần đã tạo chút áp lực, thúc đẩy việc này, làm cho cô ta có thể trở thành người phát ngôn của nhà họ Triệu ở Nam Dương. Tề Đẳng Nhàn gần như đã thấy được sau đầu Từ Ngạo Tuyết sinh ra phản cốt, hắn rất chờ mong đến lúc đó Từ Ngạo Tuyết đâm sau lưng nhà họ Triệu một cái thật mạnh như thế nào. Nếu tôi là người nhà họ Triệu, cần dùng cô ta thì cứ dùng, coi cô ta như một nhân tài để sử dụng chứ không phải như vật hết tác dụng mà ép khô cô ta, thậm chí còn muốn ép buộc cô ta gả cho người khác. Người phụ nữ như vậy quá kiêu ngạo, trên phương diện nào đó chỉ có thể thuận theo. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà phương châm này cũng không thích hợp cho hắn và Từ Ngạo Tuyết, hắn chính là muốn ấn Từ Ngạo Tuyết xuống đất mà sát, thậm chí treo lên đánh, làm sao cho cô ta không thoải mái thì làm. Biết được Từ Ngạo Tuyết phải rời khỏi Thượng Hải, Dương Quan Quan còn có hơi không nỡ, nghiêm túc nói, Từ tiểu thư, tuy rằng trước đây chúng ta là mối quan hệ đối địch, nhưng không thể không nói, cô là một đối thủ rất đáng được kính trọng. Những ngày qua, được cô chăm sóc, tôi thật sự đã học được rất nhiều bài học. Vô cùng cảm ơn cô đã không tiếc gì chỉ bảo cho tôi. Hy vọng có một ngày chúng ta có thể gặp lại, sau đó ngồi xuống uống chút rượu cùng nhau rồi nghiêm túc tâm sự. Từ Ngạo Tuyết gật gật đầu với Dương Quan Quan, nói thật, thiên phú võ học của cô là hạng tốt nhất, nhưng thiên phú ở phương diện thương nghiệp thì chỉ thuộc hạng 3, bằng cấp thật ra cũng đủ cao, lý luận tri thức có đủ, nhưng tôi khuyên cô nên chú tâm vào việc học võ hơn nữa đi. Dương Quan Quan cười cười. Nói, tôi nhớ rồi, cảm ơn cô đã nói thẳng. Từ Ngạo Tuyết nói, thiên phú về thương nghiệp của Lý Vân Uyển thật ra cũng là hạng nhất. Dương Quan Quan sắc mặt cứng đờ, sau đó nói, tâm tư của Vân Uyển đúng là linh hoạt hơn tôi, thật ra tôi cũng chỉ là kẻ ngốc đọc nhiều sách mà thôi. Tề Đẳng Nhàn nghe được lời này, trong lòng tức giận đến muốn chửi má nó, hận không thể lập tức kéo Từ Ngạo Tuyết lại đây hành hung một trận. Học hướng đông tình chôn lôi đúng không? Lại còn có con mẹ nó chôn lôi ngay trước mặt. Quá đáng lắm rồi. Bà nó, ngấm ngầm giở trò với tôi đúng không? Trực tiếp lại đây đi. Lần từ biệt này, không biết phải mấy năm sau mới có thể gặp mặt, hy vọng đến lúc đó có thể gặp được cô càng mạnh mẽ hơn. Từ Ngạo Tuyết mỉm cười nói. Đi đường cẩn thận, Dương Quan Quan cũng nghiêm túc nói, nắm tay cô ta. Từ Ngạo Tuyết quay đầu nói với Tề Đẳng Nhàn, vất vả cho ngài phải tiễn. Nếu không, tôi sợ sẽ chết ở Thượng Hải. Tề Đẳng Nhàn liên tục cười lạnh, vốn định không tiễn cô ta, nhưng tưởng tượng đến nỗi nghẹn khuất mà những ngày qua phải chịu,
liền lạnh mặt gật gật đầu. Tề Đẳng Nhàn lái xe đưa cô ta đến sân bay, trong bãi đỗ xe ngầm ở đó, tầng 1, 2 không được coi là đông lắm, vẫn còn chỗ trống, nhưng Tề Đẳng Nhàn cố tình đi xuống tầng thứ 3 càng vắng vẻ. Từ Ngạo Tuyết thấy, cũng chỉ hờ hững cười lạnh hai tiếng. Từ Ngạo Tuyết, cô rất biết cách tác oai tác quái đấy, sẽ không sợ tôi thật sự tức giận chơi chết cô. Sau khi Tề Đẳng Nhàn dừng xe, hung tợn hỏi. Chết thì chết thôi, dù sao cũng chỉ là một cái mạng quèn, thanh danh của tôi ở Hoa Quốc đã nát bét rồi. Từ Ngạo Tuyết không sao cả nói, sau đó bắt đầu lo tháo chiếc nơ con bướm ở sau cổ mình. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, trơ mắt nhìn chiếc váy trượt xuống từ trên người cô ta. Từ Ngạo Tuyết quay đầu, đùa cợt cười nói, thất thần làm gì, trên đường đi anh lái xe nhanh như vậy, còn đỗ ở chỗ này, không phải muốn làm chuyện này sao? Tề Đẳng Nhàn lại bỗng nhiên cảm thấy có hơi tẻ nhạt vô vị. Cút đi, Tề Đẳng Nhàn vung tay lên, khinh thường nói. Héo, Từ Ngạo Tuyết lại vươn tay tới, tiếp tục đùa cợt. Tề Đẳng Nhàn tùy tiện hất tay cô ta ra, không kiên nhẫn nói, nhanh cút đi, tôi không có hứng thú ở chỗ này rông dài với cô. Từ Ngạo Tuyết tùy ý nhún vai, duỗi tay mặc lại váy, buộc dây vào, thản nhiên nói, vậy tạm biệt nha, anh chờ tôi về trả thù đi. Tề Đẳng Nhàn hờ hững nói, yên tâm, cô có bò lên cao hơn nữa cũng sẽ bị tôi tát một cái cho rơi xuống. Đến lúc đó, cô còn phải khóc lóc cầu xin tôi buông tha cho cô. Ánh mắt Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng, nói, sẽ không, anh sẽ không cơ hội này. Thả tôi đi Nam Dương, tôi sẽ đâm sau lưng nhà họ Triệu, nhưng cũng sẽ làm anh phải vì thế mà hối hận, trả giá đại giới. Sau khi nói xong lời này, cô ta chuẩn bị mở cửa xuống xe. Còn chưa kịp mở cửa đã bị Tề Đẳng Nhàn hơi kéo lại, sau đó, chỉ thấy Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, tôi rất thích nhìn dáng vẻ không chịu thua này của cô. Anh, Từ Ngạo Tuyết biết mình trúng kế, còn chưa kịp mắng hết câu thì đã không thể phát ra tiếng. Vì thế, tại sâu trong bãi đỗ xe ngầm của sân bay Thượng Hải, một chiếc SUV màu đen lắc lư lay động trong bóng tối. Người phụ nữ Từ Ngạo Tuyết suýt nữa thành vị hôn thê của Dương Tĩnh, trong một lần chơi bài tâm lý. Lại bị thua một lần. Cái tên khốn này, Từ Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi mà đi giữa lối đăng ký, trong lòng vô cùng oán hận. Lúc nãy cô ta chủ động, tất nhiên là cố ý, đây là một loại chơi bài tâm lý, vì tránh gặp một lần lăng nhục cuối cùng. Đáng tiếc, người thắng lợi cuối cùng, chung quy vẫn là Tề Đẳng Nhàn. Thật giống như Tề Đẳng Nhàn cố ý dẫn ra quyền kình của Mã Tây Long. Sự không phục ẩn sâu bên trong và lòng thù hận của Từ Ngạo Tuyết, bị hắn dẫn ra ngoài. Bắt nạt Từ Ngạo Tuyết như vậy mới thú vị. Bắt nạt một Từ Ngạo Tuyết hạ tiện, vậy thì không thú vị. Sau khi Tề Đẳng Nhàn tiễn Từ Ngạo Tuyết đi, lúc này mới không chút hoang mang lái xe trở về tìm Dương Quan Quan. Mấy ngày qua, mọi người đều ở trong nhà, gần như không đi ra ngoài. Mới vừa đỗ xe vào nhà. Tề Đẳng Nhàn liền thấy được em họ Kim Thần Hy của Dương Quan Quan lần trước tới tìm. Chị họ, chuyện lần trước thực sự ồn ào rất lớn, mắt mũi của nhà họ Dương bởi vì chuyện của Dương Phỉ Phỉ mà bị mang đi quét rác, bọn họ không tiện trực tiếp ra tay với chị. Nhưng lão gia tử rất nhanh liền không xong, hơn nữa còn từ chối thay đổi di chúc, bọn họ vì không muốn cho gia sản chảy vào trong tay chị, chắc chắn vẫn sẽ lựa chọn hành động. Sắc mặt Kim Thần Hy có chút ngưng trọng nói. Nếu chị thật sự không muốn rời khỏi Thượng Hải, tốt nhất nên tìm một số người tương đối có bối cảnh ủng hộ chị trước đã. Có người ủng hộ, chị sẽ không cần lo lắng nhà họ Dương sẽ sử dụng thủ đoạn quá trắng trợn để đối phó chị. Dương Quan Quan không khỏi buồn cười, hỏi, em không lo lắng chuyện em đến nơi này tìm chị, bị người nhà họ Dương biết được sẽ bắt em xả giận sao? Kim Thần Hy bất đắc dĩ nói, em chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng. Bọn họ sẽ không chú ý đến em, cho dù có biết cũng sẽ không làm gì em. Dù sao Kim Thần Hy cũng là họ hàng, còn là họ ngoại, không tạo thành uy hiếp gì với tài sản của nhà họ Dương, cho nên người nhà họ Dương tất nhiên cũng sẽ không để cô ta vào mắt. Hôm nay chị đi ăn cơm cùng em đi, bên chỗ em có một nhân vật rất lợi hại, nếu hắn đồng ý giúp chị thì nhà họ Dương chắc chắn không làm gì chị đâu. Kim Thần Hy nói. Em họ tài giỏi. Có thể quen biết được nhân vật lợi hại. Dương Quan Quan cười nói. Kim Thần Hy thè lưỡi, nói, không phải đâu,
chỉ là quen biết trong lúc làm việc, em phải có bản lĩnh này chứ, đâu thể mãi làm tộc đi làm vất vả. Cô ta giơ tay nhìn nhìn thời gian, nói, không nói nữa, em sắp bị muộn giờ làm mất rồi, sau khi tan tầm em tới đón chị cùng đi ăn cơm. Cô ta đúng lúc gặp được Tề Đẳng Nhàn vừa trở về, cũng chỉ không lạnh không nhạt gật đầu chào hỏi. Xem ra em họ nhỏ của cô rất quan tâm đến cô, loại thời điểm này này mà còn dám chạy tới gặp mặt cô, cũng không sợ nhà họ Dương gây phiền toái. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Đúng vậy, Dương Quan Quan gật đầu nói, mối quan hệ giữa cô ta và Kim Thần Hy từ nhỏ đã không tệ, cái này cũng được coi như là một trong những hồi ức ấm áp không nhiều lắm của cô ta ở Thượng Hải. Tề Đẳng Nhàn nói, cô có muốn đi thăm lão gia tử nhà họ Dương hay không? Tôi sẽ đi cùng cô. Dương Quan Quan nghĩ nghĩ, thở dài nói, thật ra ông nội đối xử với tôi cũng rất lạnh nhạt, nhưng mà ông ấy chấp nhận chia một phần gia sản cho tôi, chuyện này tôi thật sự không nghĩ tới. Mẹ của Dương Quan Quan gả đến nhà họ Dương, có thể nói chính là vì những của cải đó. Nhà họ Dương đối với chuyện này, tất nhiên cũng biết rõ trong lòng. Dương Quan Quan chỉ có thể coi là sản phẩm dưới sự thúc đẩy của ích lợi, lão gia tử nhà họ Dương vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt với cô ta cũng là bình thường. Nhưng mà Dương lão gia tử vẫn niệm chút thân tình vào huyết thống này, dưới tình huống mọi người đều phản đối, vẫn kiên trì không sửa chữa di chúc như cũ, chính là muốn chia một phần gia sản cho cô ta. Chuyện này làm Dương Quan Quan có chút cảm động trong lòng. Cho nên, rốt cuộc là có đi hay không đây? Tề Đẳng Nhàn như suy tư gì đó, hỏi. Đi thôi, Dương Quan Quan sửng sốt, sau đó vỗ bàn nói, nhưng mà những kẻ ghê tởm kia, không nhất định sẽ để tôi gặp ông ấy. Không muốn cho cô gặp, vậy cô cứ đánh thẳng vào thôi, một thân công phu, mất công dạy cô à. Tề Đẳng Nhàn khó chịu nói. Dương Quan Quan cười một tiếng, cũng cảm thấy bản thân lúc này do dự cái gì, nếu quyết định muốn gặp. Thế thì cần quan tâm đến gian nan hiểm trở nhiều như vậy làm gì? Nói đi là đi, cô ta lập tức về phòng thay một bộ đồ thể dục mới tính. Sao không ăn mặc trang trọng một chút? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Sợ lúc đánh nhau không thuận tiện, Dương Quan Quan nói. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy như thế có lý, nếu cô ta mặc bộ váy nào đó, khi đánh nhau với người ta, dùng tới chiêu hoàng cầu tát niệu, thế thì không dễ nhìn cho lắm. Một mình hắn xem được là được, không muốn người đàn ông khác cũng xem được theo. Từ Ngạo Tuyết vừa đi, Dương Quan Quan rõ ràng trở nên thả lỏng rất nhiều, vừa nói vừa cười với Tề Đẳng Nhàn, thậm chí còn cho hắn nắm tay, cho dù là kề vai sát cánh cũng không phản cảm. Nên đuổi Từ Ngạo Tuyết đi từ sớm, chỉ tiếc cô ta cũng là một người phụ nữ mặt dày mày dạn. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ trong lòng. Đây là điển hình cho tâm thái của đàn ông cặn bã. Mới vừa rồi còn ở trong xe khen người ta có làn da mềm mại, lúc này ở bên cạnh Dương Quan Quan, quay đầu liền mắng người ta không biết xấu hổ. Hai người không lái xe mà chỉ đi bộ, sau đó đi tàu điện ngầm, đi tới bệnh viện số 1 Thượng Hải. Dương lão gia tử nằm ở bệnh viện số 1, gần đây còn hơi chảy máu dạ dày, vừa nhìn đã thấy chính là đại nạn sắp đến. Cũng không biết sau khi ông ấy gặp tôi sẽ nói cái gì. Dương Quan Quan bỗng nhiên thở dài. Có cái gì mà phải do dự, chẳng phải gặp rồi sẽ biết sao? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt hỏi. Dương Quan Quan cảm thấy điều này cũng đúng, lập tức cùng Tề Đẳng Nhàn vào bệnh viện, rất nhanh liền đi tới khu nội trú. Thân phận như Dương lão gia tử tất nhiên là nằm ở phòng bệnh VIP, hơn nữa ở cửa phòng bệnh còn có bảo tiêu nhà họ Dương phái đến canh gác. Dương Quan Quan, cái đồ con hoang nhà cô, vậy mà còn dám chạy đến đây à? Một người đàn ông trung niên sau khi nhìn thấy Dương Quan Quan, ánh mắt lạnh lùng, lập tức chửi ầm lên lên. Dương Quan Quan mặt không biểu tình mà nhìn thẳng vào ông ta, nói, Dương Tề, tôi nể tình ông là bác hai của tôi, không so đo với ông, nhưng nếu miệng ông cứ luôn không sạch sẽ, đừng trách tôi ra tay với ông. Vẻ mặt Dương Tề tràn đầy phẫn nộ nói, ra tay. Cô to gan lớn mật, phế con gái tôi còn chưa tìm cô tính sổ. Bây giờ cô lại còn dám ra tay với tôi. Dương Quan Quan nói, cô ta làm người không quan tâm đến giới hạn cuối cùng, tán tận lương tâm, tôi phế cô ta là tốt cho cô ta, tránh cho cô ta mang đến tai họa lớn hơn nữa cho nhà các người. Dương Tề bị những lời này của Dương Quan Quan làm cho giận không nhịn nổi, cười lạnh nói, nếu cô cứ chậm chạp không chịu từ bỏ quyền kế thừa tài sản,
nghiền xương của bố cô thành cho vẫn còn nhẹ nhàng chán. Tôi không cảm thấy con bé làm sai chuyện gì, bởi vì những điều này đều do cô sai, đều do cô tham lam mới dẫn tới. Xét cho cùng, cô mới là người có trách nhiệm trong việc xương của bố cô nghiền thành cho. Tề Đẳng Nhàn nghe xong trực tiếp nhếch miệng, đây là lời của con người sao? Tôi sẽ không từ bỏ quyền thừa kế tài sản, nó thuộc về tôi sẽ lấy, cũng nên lấy. Dương Quan Quan mỉm cười nói. Đương nhiên cô ta sẽ không làm mấy việc khiến cho kẻ thù vui vẻ, nhà họ Dương càng muốn tước quyền thừa kế của cô ta càng phải quyết tâm nắm được tài sản trong tay. Cô ta muốn xem thử, nhà họ Dương rốt cuộc có thể làm gì cô ta. Các người còn đứng ngây ra đấy làm gì, còn không mau ném hai đứa con hoang vô lễ này ra ngoài. Dương Tề vung tay lên, chỉ huy hai bảo tiêu lại đây, căn bản không định khách khí với Dương Quan Quan. Dương Quan Quan lại bình tĩnh nói, tôi muốn gặp ông nội, đây là quyền lợi của tôi, không ai có thể xâm phạm. Trừ phi ông nội không muốn gặp tôi. Khi nói lời này, cô ta còn bước một bước lại gần cửa phòng bệnh. Dương Quan Quan bây giờ không biết nhượng bộ là cái gì, ở trong lòng cô ta chỉ còn một từ tiến bộ dũng mãnh. Mà lúc này, những quan huyên vệ đó, cũng hoàn hồn, đang định ra tay thì Ngao Thiên Thiên giận dữ quát, dừng lại. Một luồng long uy cường đại nháy mắt bao trùm toàn bộ Thanh Châu. Tề Đẳng Nhàn cũng hơi muốn biết, dạy dỗ kiểu gì mới có thể nuôi ra được một đám súc sinh không có đạo đức như người nhà họ Dương. Tranh gia sản sao, vậy cứ tranh đi, thủ đoạn bình thường một chút, như vậy cũng có thể hiểu được. Hai tên bảo tiêu nhận lệnh của Dương Tề đi lên phía trước, chuẩn bị ra tay với Dương Quan Quan. Kết quả lại là bị mọt mình Dương Quan Quan nhẹ nhàng quật ngã. Hai người kia ngay cả một chiêu cũng không đỡ được, cơ hồ là bị hạ gục trong nháy mắt. Hai người che lại chỗ mình bị thương, ngã trên mặt đất rên rỉ, gần như hít thở không thông. Dương Quan Quan cái thứ xúc sinh nhà cô, thật là to gan lớn mật. Dương Tề mắng to, thấy cô ta vậy mà lại hung ác như vậy, không tự chủ được lùi về phía sau hai bước. Dương Quan Quan lại vẻ mặt lạnh nhạt, nói ông cứ việc mắng khó nghe hơn nữa đi, đến lúc hoàn toàn chọc giận tôi. Tôi sẽ khiến ông giống như Dương Phỉ Phỉ, nằm trên giường bệnh hết nửa đời còn lại. Dương Tề nghe được, da đầu cũng trở nên lạnh lẽo, đương nhiên ông ta sẽ không cảm thấy Dương Quan Quan không dám làm ra chuyện như vậy. Cho dù là Dương Phỉ Phỉ cũng là bị phế ngay trong buổi tiệc đính hôn của Dương Tĩnh. Sau khi biết được tin tức Dương Phỉ Phỉ bị phế, ông ta mới suốt đêm trở về từ nước ngoài, thật sự nghĩ mãi vẫn không hiểu, có Dương Tĩnh ở đó. Tại sao còn có thể khiến cho Dương Phỉ Phỉ xảy ra chuyện? Nhưng hôm nay xem ra, hình như cũng không phải không có nguyên nhân. Dương Quan Quan trực tiếp mở cửa phòng bệnh ra, đi vào. Tề Đẳng Nhàn cười cười, theo phía sau cô ta, cũng đi vào. Dương Tề tức giận đến không nhịn được, cả người đều phát run, nhưng lại không thể làm gì Dương Quan Quan. Ông ơi, Dương Quan Quan thấy Dương lão gia tử nằm trên giường bệnh. Thấp giọng kêu một tiếng, đi lên phía trước. Dương lão gia tử mở to mắt liếc nhìn Dương Quan Quan một cái, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, nói Quan Quan, sao cháu lại tới đây? Tình trạng sức khỏe của Dương lão gia tử không tốt lắm, nhưng trạng thái tinh thần không tồi, vẫn còn có thể nhận ra Dương Quan Quan đã xa cách nhiều năm. Cháu tới thăm ông đây. Dương Quan Quan ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của ông ta, mỉm cười nói. Tới thì tốt rồi, ông còn tưởng rằng, có lẽ đời này không gặp được cháu nữa. Dương lão gia tử thở dài, duỗi tay nắm chặt lấy tay của Dương Quan Quan, giọng điệu thành khẩn. Ông ta biết bản thân sắp không xong, cho nên bắt đầu cảm thấy hối hận về những chuyện mình làm trước đây. Trong đó, hối hận nhất đó là từ trước tới nay đã đối xử lạnh nhạt với Dương Quan Quan, hiện tại ông ta ngẫm lại, Dương Quan Quan cũng không làm sai bất cứ điều gì, hơn nữa. Nói như thế nào cũng là người nhà họ Dương, không nên bị người nhà mình bắt nạt. Ông ta đương nhiên biết chuyện trước kia đám người Dương Phỉ Phỉ và Dương Viễn Sơn chèn ép Dương Quan Quan, nhưng từ trước tới nay ông ta đều mặc kệ không hỏi, hiện tại nghĩ lại, chỉ cảm thấy có chút hối hận. Dương Quan Quan nói, ông nội, cháu cũng không nghĩ tới, vậy mà ông lại khăng khăng muốn chia một phần gia sản cho cháu. Dương lão gia tử nói, đó là thuộc về bố của cháu, nó không còn nữa. Đương nhiên phải giao lại cho cháu. Trước kia là ông quá lạnh nhạt, hiện tại, ông muốn nói một câu xin lỗi với cháu.
Dương Quan Quan nói, không sao cả, cháu không để bụng những cái đó. Hơn nữa, cháu đã hoàn toàn tạm biệt quá khứ. Dương lão gia tử có hơi nức nở, trò về một số câu chuyện lúc còn nhỏ cùng Dương Quan Quan. Những ký ức này, nói ra từ trong miệng người già thường làm cho người phải rơi lệ, quả nhiên, nói đến mức Dương Quan Quan nước mắt lưng tròng. Tề Đẳng Nhàn ở bên cạnh nhìn, trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút cảm động. Bọn nó có làm khó dễ cháu hay không? Dương lão gia tử hỏi, chắc chắn là có đúng không? Ông chia một phần gia sản cho cháu, bọn nó không đồng ý, một đám đều gấp đến độ dậm chân. Thật ra cũng không sao cả, dù sao cũng là người một nhà, sẽ không làm khó dễ cháu. Dương Quan Quan cười cười, nói, huống chi, bây giờ cháu cũng không giống trước kia, dễ dàng để cho người khác bắt nạt. Cô ta cũng không nói ra tình hình thực sự trước mặt Dương lão gia tử. Mắt thấy Dương lão gia tử không còn mấy ngày rồi, không thể để cho ông ta đầy bụng ưu sầu mà rời khỏi thế giới này. Dương lão gia tử cũng biết phân chia gia sản cho Dương Quan Quan chắc chắn sẽ khiến cho những người khác bất mãn, nhưng ông ta cũng không có nghĩ tới, đám con cháu dưới gối mình lại xem gia sản quan trọng đến như vậy, thậm chí một lần muốn lấy mạng Dương Quan Quan. Dương lão gia tử nói, chỉ mong lần cố chấp này của ông không mang lại điều gì phiền toái cho cháu. Làm gì có phiền toái đâu, hơn nữa đây là một tấm lòng chân thành của ông dành cho cháu, nói một lời thật lòng, cháu rất cảm động, không nghĩ tới, cũng không ngờ được ông sẽ kiên trì làm như vậy. Dương Quan Quan nghiêm túc nói. Ôi, Dương lão gia tử chậm rãi thở dài một hơi, cảm thấy muôn vàn suy nghĩ cắt không đứt, gỡ rối hơn. Dương Quan Quan vỗ vỗ mờ u bàn tay ông ta, tỏ ý an ủi. Dương lão gia tử nói, cháu đã tìm được mẹ rồi chứ? Dương Quan Quan lắc đầu, nói, vẫn chưa, sau khi bà ấy bỏ lại cháu, không nghe được bất cứ tin tức gì về bà ấy cả. Dương lão gia tử nói, lúc trước cũng trách ông, nếu như ông đứng ra nói nhiều hơn mấy câu, ủng hộ nhà cháu nhiều hơn một ít, có lẽ cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Ngẫm lại, trước đây ông đúng là đã làm sai rất nhiều chuyện. Dương Quan Quan chỉ mỉm cười, cũng không có ý trách cứ. Nhà họ Dương là tâm huyết của mấy thế hệ, ông cho cháu một phần gia sản này, áp lực cũng rất lớn. Sau khi cháu thừa kế, nhất định phải quản lý cho tốt, không nên để nó lụn bại. Anh chị em trong nhà, có thể đoàn kết thì đoàn kết đi, một nhà họ Dương to như vậy, ông không muốn nhìn nó cứ như vậy mà sụp đổ. Dương lão gia tử thở dài, nói một loạt mấy câu. Sau khi Dương Quan Quan nghe xong những lời này, không khỏi ngẩn người. Đúng là cô ta không biết đoàn kết với nhóm anh chị em nhà họ Dương đó như thế nào, một đám đều ước gì cô ta đi tìm chết sớm một chút. Ông nội, ông yên tâm đi, cháu sẽ không để cho nhà họ Dương sụp đổ. Sau khi im lặng một lát, Dương Quan Quan nói như vậy. Cô ta cảm thấy, có lẽ bản thân nên đi tranh đoạt một số đồ vật, ví dụ như, nắm nhà họ Dương thật chặt trong tay mình. Nắm giữ đại quyền nhà họ Dương. Những vai hề nhảy nhót kia liền không đáng để sợ hãi, cô ta nắm nhà họ Dương thật chặt chẽ ở trong tay, cũng liền không cần phải lo lắng sẽ sụp đổ. Dương lão gia đã làm người thành tinh, hình như cũng nghe ra ý tứ trong những lời này của cô ta, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Sau một lát, ông ta lại vui mừng cười cười, nói, cháu đã trưởng thành rồi, thật sự trưởng thành, hoàn toàn không giống như trước kia nữa. Ông ta đã gặp qua quá nhiều anh hùng hào kiệt, cũng gặp qua kẻ kiêu hùng hô to mệnh tôi không do trời thất bại nặng nề trong phong ba bão táp, càng gặp qua nhiều kẻ vô ơn đâm một dao sau lưng, ăn thịt người không nhả xương. Ông ta hiện tại nghĩ, nếu Dương Quan Quan thực sự có năng lực khống chế nhà họ Dương, vậy cũng là một lựa chọn không tồi. Vị này chính là, Dương lão gia tử duỗi tay chỉ về hướng Tề Đẳng Nhàn, lúc này mới hỏi lai lịch của hắn. Sư phụ của cháu, Dương Quan Quan nghĩ nghĩ, nói ra một thân phận như vậy. Tề Đẳng Nhàn lại cảm thấy khó chịu, nói là bạn trai không được sao. Dương lão gia tử nhìn không được cười nói, vừa nhìn đã thấy khí vũ bất phàm, là một chàng trai rất có thân phận đây. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói, lão gia tử quá khen, cháu chỉ là một cảnh ngục nhỏ mà thôi, bất phàm chỗ nào đâu. Dương lão gia tử chỉ cười. Cũng không tiếp tục truy hỏi vấn đề này, lại cẩn thận hàn huyên cùng Dương Quan Quan. Trò chuyện một lúc, trong phòng bệnh lại có người đến, là người nhà họ Dương.
Sau khi mọi người tiến vào phòng bệnh, chào hỏi cùng lão gia tử xong liền không nói một lời mà ngồi ở một bên, thỉnh thoảng dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua gò má Dương Quan Quan. Không ít người nhà họ Dương tới phòng bệnh, nhưng mọi người gần như không trò chuyện, trong lúc nhất thời, không khí trong phòng bệnh xấu hổ đến có hơi đáng sợ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 39.